Kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể quý vị Phật tử, hôm nay tiếp tục giấc nhàn nói đến cái lời khai thị của tổ sư Ấn Quang chỉ dạy về quy củ thơm thảo trong chốn thường trụ. Dạ A Di Đà Phật. Tổ sư Ấn Quang khai thị: thời thế bất ổn, chỉ nên nhất tâm tu đạo, chớ nên vận động tính xây dựng. Nếu bất đắc dĩ thì chỉ nên xây dựng thêm nho nhỏ, cốt vừa đủ dùng là được, chớ nên xây cất nhiều, mong cho thật rộng lớn. Không những vì tài lực không đủ mà còn là để khỏi vì lẽ đó mà bị chuốc họa. Đây là cái điều đầu tiên. Giấc nhàn tiếp tục nói đến cái vấn đề thời thế hiện tại nước Việt Nam cũng như trên toàn thế giới đang bất ổn. Cái cõi ta bà mình, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài dạy là ngũ trược ác thế. Mà đã là ngũ trược ác thế thì hầu như nó bất ổn dài dài, và càng ngày càng bất ổn chứ không phải càng ngày càng an ổn đâu. Ngũ trược đó là kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược và mạng trược. Trong cái cõi ngũ trược này, Đức Phật nói thêm nữa là ác thế. Thế gian này con người nham hiểm ác độc, cho nên nó chiêu cảm quả báo, thiên tai lũ lụt dịch bệnh nó đến hoành hành chúng ta. Cho nên mười phương chư Phật tướng lưỡi rộng dài tán thán Đức Phật Thích Ca. Vì sao Ngài lại dám thị hiện, Ngài lại dùng nguyện lực để thị hiện vào trong cái cõi ngũ trược ác thế này? Có những vị Phật, những vị Bồ Tát, họ đến những cái cảnh giới của chư Phật, giống như là Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, mười phương chư vị Bồ Tát, chư Thánh Hiền, họ đến cảnh giới Tây Phương Cực Lạc để an dưỡng. Nhưng mà riêng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại dùng thệ nguyện, nguyện lực của mình đi vào trong cõi ngũ trược này. Hiếm, hiếm hoi vô cùng. Không phải chư Phật ngại gì, lo không có đủ cái khả năng hoặc là sợ cực khổ. Nhưng mà cái duyên của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có duyên với chúng sanh trong cõi ta bà, cho nên Ngài mới thị hiện vào trong cõi ta bà. Ngài thị hiện trong ngũ trược ác thế, dùng cái trược, cái uế, cái khổ để chỉ ra cho chúng sanh biết, để chúng sanh vượt khỏi cái khổ này về Tây Phương Cực Lạc. Xưa kia Đức Phật Thích Ca và Đức Phật A Di Đà, hai vị đã từng phát đại thệ nguyện. Một vị là vào trong uế trược, ngũ trược trong cõi ta bà này, để mà dùng cái khổ, dùng cái trược để mà nhiếp thọ, giới thiệu cho chúng sanh về cảnh giới an dưỡng Tây Phương Cực Lạc.
Còn Đức Phật A Di Đà là dùng nguyện lực thành tựu cảnh giới an lạc để an dưỡng chúng sanh bên đó. Xưa kia hai vị đã phát đại thệ nguyện như vậy, trong văn sao Ấn Tỏ nói. Tuy nhiên chúng ta không thấy khổ, không thấy trược, không thấy ác thế là do nghiệp lực ngăn che. Cái chỗ này quan trọng. Cũng như con dồi nó ở trong cái hầm phân, nó đâu có thấy là khổ đâu. Nó nhung nhúc nó ở trong đó, nó vui chơi, nó sung sướng. Nó ăn phân nó thấy ngon quá trời luôn, phân ngon quá chừng luôn. Người ta nói sao mày ngu quá vậy dồi, mày dơ giấy, mày bẩn thỉu, mày hôi hám, mày ở trong hầm phân ra những cái cặn bã dơ giấy của tao, tao thả ra, bây giờ mày ở trong đó mày sung sướng. Con dồi nó nói ê ê mày nói bậy, ở trong này tao thấy ngon lắm, tao thấy vui lắm, cái cảnh giới của tao ở trong này tao thích lắm, hàng ngày tôi ở trong này tao no, tao sung sướng là do cái hầm phân nè, mày biết không? Cái ngoài mình nói, ngoài cái hầm phân này có một cái cảnh giới thanh lương mát nhẹ, mát mẻ, dễ chịu lắm, đừng có ở trong này nữa. Con dồi nó không chịu, nó kêu không, ở đây à, ở đây sướng hơn. Thì cái gì làm cho con dồi thích thú như vậy? Cái đó là thói quen. Thói quen bao đời kiếp, tâm thức của nó dơ bẩn, tâm thức nó ích kỷ, tâm thức của nó không được thanh tịnh, cho nên nó tương ưng với cái hầm phân như vậy đó. Còn cái nghiệp của mình nó nhẹ hơn, cái thói quen của mình nó thuần tịnh, thuần thiện hơn con dồi, cho nên mình mới sanh vào trong cái cõi này, rồi mình thấy nó thanh tịnh, thanh lương hơn cái hầm phân, đúng không? Nhưng mà Phật Bồ Tát cảnh giới của Ngài cao hơn, thù thắng hơn, thanh tịnh hơn, thì nhìn mình còn hơn con dồi trong hầm phân nhúc nhích ở trong đó. Nhưng Phật kêu là trong này ngũ trược đó, kiếp trược tức là cái thời hạn của con người mình chỉ có 100 năm thôi, hoặc 60 năm cuộc đời, cái kiếp số thì nó ngắn ngủi lắm, đừng ở trong này nữa, đi về cái kiếp số của cõi trời thì nó cao hơn, nó sống nó thọ hơn. Về cảnh giới của Phật, nhất là cảnh giới cực lạc, là tuổi thọ vô lượng tuổi, không phải là kiếp trược. Mình nói thôi, có thấy đâu ở bên cõi trời, có thấy đâu bên cực lạc, thôi về làm cái gì, ở trong này vui hơn, hàng ngày có xe, có cổ, có ăn, có uống, có nhậu, có nhẹt, rồi có chơi đùa, rồi có vợ chồng đồ, nam nữ đồ, nó vui. Thì Phật đa kêu là kẻ này đáng thương hơn con dồi. Dễ sợ không? Trong kinh sách nói đó, kẻ này là kẻ đáng thương hơn con dồi. Vì con dồi nó là si mê, si dại, lò súc sanh, nó không có biết. Nhưng mà mình lại được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện trong cõi ngũ trược này, cũng là một con người, nhưng mà Ngài là bậc đại trí, đại giác, đại phước, nói cho mình nghe, nhưng mà mình không tin, không tiếp nhận, hoặc giả nhận rồi, tiếp nhận rồi, không gìn giữ, không phát nguyện, rồi mình để đó, thì mình biết mà không làm thì thua con dồi. Cái chỗ này nghe thấm thía lắm á Ngài. Cho nên Ấn Tỏ Ngài thường nói đó, mình biết rồi mà mình phạm thì vừa là tội nặng mà vừa là không bằng cầm thú. Bởi vì cầm thú nó không có biết, nó biết nhưng mà nó không có phân biệt được tốt xấu, đúng sai, phải trái, nó quá si mê si dại. Còn mình biết hết đâu là tội là phước, là đúng là sai, là chánh là tà, là nhân quả thiện ác, mình biết hết mà mình làm không được thì do cái gì? Do cái gì? Do cái ý chí của mình nó không chống lại được cái thói quen. Thì Ấn Tổ hay nói thông minh không cự lại nỗi nghiệp lực, phú quý không thoát khỏi luân hồi. Cái này Tổ Ấn Quang hay nói thông minh giỏi giắng, người này siêu quần bạc tỵ, làm tất cả những chuyện tối tân hiện đại, họ chế máy bay, họ làm tất cả những chuyện mà coi như là người đời xem họ là quá thông minh. Nhưng mà thói quen của họ, họ không chống lại nổi. Thói quen ăn thịt chúng sanh, thói quen uống rượu, thói quen nói láo, thói quen tà dâm, thói quen mà gọi là sát sanh, họ không có thể thay đổi được thói quen này. Thì gọi là ý chí không chống lại nổi nghiệp lực là thì phải chịu luân hồi thôi. Dù cho họ cái trí tuệ siêu quần bạc tỵ, là trí tuệ đó thì trí tuệ của thế gian. Còn đúng ra trí tuệ của Phật giáo thì của Phật dạy thì
trí tuệ này có công năng để đoạn hoặc chấn chơn. Trí tuệ này nó có thể chuyển hóa được cái thói quen là nghiệp lực. Cho nên trong thời thế bất ổn này, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 3.000 năm trước Ngài đã tuyên bố đó là ta bà ngũ trược, mà thêm là ác thế. Thì khi mà ác thế thì nó chiêu cảm quả báo ác tới. Hôm qua Giác Nhàn nói đó, con người đã có tâm ác thì phải tức khắc chiêu cảm quả ác. Thân thể thì bệnh hoạn, càng ngày thì xấu xí, làm việc gì cũng không thành tựu hết, gặp việc làm việc gì cũng chướng ngại hết, phiền não đầy ấp bụng già, phiền não đầy ấp bụng già, thì người này đang mang tâm ác chiêu cảm quả ác đến liền liền. Rồi nhiều người mang tâm ác trong một căn nhà đó, thì nhà người này bắt đầu tích ác, mà khi tích việc ác thì tai ương bắt đầu nó đến. Sớm này tích việc ác thì sớm này bắt đầu chiêu cảm mùa màng thất thoát, mưa không thuận, gió không hòa, rồi mùa màng làm lên không ai mua hết, họ đi mua chỗ khác. Cái điều này nó rõ ràng. Giác Nhàn nhà chiêu cảm điều tai ương đến, nhà Giác Nhàn nghèo quá trời luôn, đêm xuống Bình Định mượn tiền bà dì hai, là mẹ của bà chị của mẹ Giác Nhàn, thì chị của sư cô Liên Phương, mượn mấy cây vàng về trồng cà phê. Lúc đó trái cà phê người ta trồng coi như bán có giá quá trời luôn, 30 thuộc là phê Trung Nguyên là coi như nổi tiếng, bắt đầu nhiều người người ta hưởng ứng trồng cà phê, ở đây cũng bắt chước trồng theo 3 năm sau có trái thì bắt đầu giá nó xuống trầm trọng luôn. Nhiều người trồng quá cho nên cà phê nó nhiều quá cho nên giá nó rẻ lại. Nó rẻ mà nó rẻ không thể tưởng tượng luôn. Nó rẻ suốt 3 năm luôn thôi, ai mà giữ được. Cuối cùng gia đình nói thôi, cái này chắc là giá cà phê không bao giờ lên lại, thôi bán. Trồng đầu tư biết bao nhiêu công khổ cực, tiền bạc đổ vô đó. Cuối cùng bán rẻ, bán đổ bán tháo. Thì vừa bán xong cái giá cà phê nó lên. Lý do gì? Là do gia đình mình không biết tu thiện, không biết tích đức, gia đình mình tích chứa điều ác, cho nên thấy là thành công vậy đó mà làm ăn thất thoát. Nó không có nguyên do, không phải là không có nguyên do. Nó có cái nguyên do, đó là gia đình mình hết phước rồi, cho nên thành ra mình làm cái gì nữa, nó cũng thất bại. Rồi cuối cùng bà cụ cũng phải tiếp tục gánh cái gánh bánh hỏi đi bán. Cái phước, cái nghiệp, cái duyên, cái nhân của mình tạo vừa đủ trong cái cuộc sống đó là chỉ bán bánh hỏi được thôi, chứ làm thêm việc lớn không được đâu. Không đủ phước, không đủ phước làm thêm việc lớn. Nhưng mà may bà cụ là bán bánh hỏi chay, cho nên nhờ tích phước từng chút bánh hỏi chay đó mà bà mới phát tâm để mà tu đạo tốt. Thành ra mình thấy cái thời thế bất ổn, Ấn Tổ Ngài nói đó là ta bà này nó cứ càng ngày càng bất ổn như vậy. Bây giờ muốn không cho bất ổn nữa thì phải từ việc gì mà làm, và nguyên nhân bất ổn từ đâu, mình phải hiểu được cái nguồn gốc của nó. Còn cái việc mà đeo khẩu trang, cái việc mà rửa tay sát trùng, chế ra những cái loại thuốc để nó trị được cái dịch corona, Covid-19, thì cái chuyện đó là mình phải tiến hành làm để trị cho những người đã bệnh, đã nhiễm, dương tính về virus Covid này. Nhưng những người mà chưa bị bệnh, chuẩn bị bệnh thì mình phải nói cho họ nghe như thế nào để phòng ngừa. Làm sao mà cái số lượng thuốc để mà đủ để mà cung cấp con người khi mà cái dịch bệnh nó tràn lan. Bây giờ từ đâu mà làm? Bây giờ Giác Nhàn nói cái điều này là căn cứ trong văn sao Ấn Tổ, trong lời Phật dạy thôi, mà mấy anh em coi thử coi nó có hợp lý không nha. Tất cả dịch bệnh, chiến tranh, giặc giả, xã hội bất an, từ lòng người sát sanh, ăn thịt chúng sanh mà ra. Nhất thiết chúng sanh vô nghiệp sát, thập phương hà xứ động đao binh,
mười phương nào có đau binh dịch bệnh, nếu không có là do không có nghiệp sát. Mà nếu muốn cho nhà nhà, người người, xã hội, đất nước được an bình, thạnh trị, an ổn, bình yên, thì nên gia gia, hộ hộ, nhà nhà, người người đều tu thiện, thế giới nào lại không được thái bình. Nếu chúng sanh không có nghiệp sát, không có ăn thịt chúng sanh, thì mười phương thế giới nào có dịch bệnh, nào có đau binh. Này trong kinh Phật dạy đó. Nhà nhà người người đều tu thiện thì thế giới làm sao không được thái bình. Đây là cái câu thành ngữ của Phật dạy rồi. Dịch bệnh, giặc giả, chiến tranh, kinh tế xuống dốc, vân vân và vân vân, tất cả mọi thứ đều từ nơi sát sanh ăn thịt chúng sanh. Bây giờ mình nhìn kỹ lại, trong một gia đình, một năm đó không thu hoạch được tiền nhiều, hoặc giả thu hoạch được tiền nhiều, kiếm tiền được nhiều, nhưng thất thoát là từ đâu mà ra? Từ bệnh mà ra, coi thử coi. Nếu mà không có bệnh hoạn gì hết, làm ăn mọi thứ vẫn thuận ổn, không có chuyện gì trở ngại hết, và họ thâu tiền vô ổn định, đâu có chuyện gì trở ngại đâu. Ăn uống thì đâu có bao nhiêu, một ngày ba bữa đâu có nhiều đâu. Xây cất thì dĩ nhiên nó còn đó, nhà cửa mình xây cất còn đó, mình xài xe cổ cũng còn đó. Nhưng mà chỉ có bệnh hoạn là nó tan biến, mất hết tiền bạc, phải đi chữa, uống thuốc, đưa bác sĩ. Thì chỉ có bệnh là tiền ra nhanh nhất. Thì có phải là kinh tế thất thoát từ trong gia đình và trong tất cả mọi người trong xã hội là từ bệnh mà ra? Mà nguyên nhân từ bệnh đó là đâu? Là do đâu? Từ đâu? Từ cái sát sanh và ăn thịt chúng sanh. Trên Ấn Tổ nó cái tàn khốc nhất của con người đó là ăn thịt chúng sanh. Vì có ăn thịt cho nên mới khuyến người khác giết. Ở đây có chú Thí với chú Đoàn. Chú Đoàn là chú ở ngoài Bắc vô, em ruột của chú Tâm Hoan. Chắc chú Tâm Hoan giờ hiện tại cũng đang có mặt trên đó. Hôm qua chú xuống chú nói chuyện với Giác Nhàn. Anh nói chú Đoàn bệnh lắm, con rất là tiếc, tiếc cho em con vô cùng. Lúc trước làm việc thành công lắm, và mổ lợn, tức là ngoài Bắc người ta kêu lợn, trong này mình kêu heo, 3 năm mà cứ một ngày như vậy là chục con heo. Bữa ông xuống dưới này ông làm, ông nói hôm nay con bệnh cũng mệt rồi, chứ lúc trước mà con khỏe con làm heo là con heo một tạ con vạch một phát là ngã ngay. Nó nghe còn cái mùi hăng hấp dẫn của sắc xanh. Cho nên bây giờ bệnh quá trời, vô tới chùa 5 năm rồi mà bữa nay bệnh quá, ông xin về. Thì cái nguyên nhân bệnh của chú Đoàn này là từ đâu? Từ sát sanh quá mạnh. Vì cái nghiệp sát sanh nên bây giờ nó báo, nó không chọn ở tù. Mà chú Tâm Hoan nói con quả quyết và con xác định rằng là nếu mà chú mà đi tìm chùa khác hoặc về nhà thì từ chết đến bị thương khó có thể thoát khỏi nghiệp. 5 năm chú ẩn trong cái mái nhà, ngôi nhà Tam Bảo, cho nên nó yên ổn như vậy mà không tiếp tục ở. Mình hiểu cái nguyên nhân của cái bệnh đó là sát sanh. Rồi mình giết, mình cho bao nhiêu người ăn, mà bao nhiêu người ăn đó là do có giết. Hiện tại bây giờ có một số quý thầy, bản thân chúng tôi, một số các Phật tử, tuy rằng ăn chay trường 3 năm, 5 năm, 10 năm, 2, 30 năm, nhưng mà vẫn đau bệnh là do nhiều đời nhiều kiếp, và lúc nhỏ mình vẫn ăn thịt cho nên bây giờ mình vẫn bị cái quả báo, tức là mình vẫn bị cái bệnh nó phát tác, nó xì ra chứ. Có một cô Phật tử, cô này gia đình cũng khá giàu có, cô làm trà ô long ở dưới Cầu Đất. Ông chồng là người Đài Loan mà cô hay quý tịnh thất mình, cô lên cúng trà, cái những lúc trai tăng cô cúng mấy trăm phần, tính ra mấy chục triệu, cả trăm triệu hơn. Rồi cô nói thưa thầy, lúc trước con chưa biết ăn chay là gia đình có điều kiện cho nên ăn đồ tươi sống, đi biển, đi đây, đi đó, ăn rất nhiều con này con nọ. Mình nghĩ là có tiền mình ăn mình xài, chứ chừng chết sao mình xài được. Thứ nhất, thứ hai nữa, những con vật đó là để nó cung cấp, nó nuôi dưỡng mình, cho nên thành ra quan niệm sai lầm như vậy, con ăn rất là nhiều. Hôm nay cô này cũng bốn mấy tuổi rồi. Thì con nghe thầy nói về cái chuyện ăn chay, con quyết tâm phát tâm ăn chay, thì trong một tháng ăn chay trường nữa, thì bắt đầu trong người bắt đầu nó bị xì ra, coi như là nó ngứa, nó lở,
con gái mà tay chân mặt mày không có chỗ nào mà không có bị lát, bị ghẻ, bị ngứa, coi như con gái mà nó chảy máu ra luôn, suốt đêm ngủ không được, con khó chịu vô cùng. Cuối cùng con lấy cái máy sấy tóc của con, chỗ nào ngứa quá con phải cắm điện, con xè cái máy sấy tóc vô để cho nó nóng, cho nó bớt cái cơn ngứa đi, mà nó tím. Ông chồng con, ông nhìn ông thấy, ông kêu thôi đừng có ăn chay nữa, ăn chay nó mới bị vậy chứ lúc trước ăn mặn có bị đâu. Thì cô này cũng nghe Vấn Nhàn nói một câu là khi bắt đầu mình ăn chay thì những độc tố trong người nó xì ra, nó không có tiếp vô được nữa, thì nó không có hợp với cơ địa mình nữa. Là trong cái lúc mình ăn chay đó là cơ địa mình bắt đầu nó thanh lọc, thì những cái chất độc bắt đầu nó thải ra đường đại tiện, thải ra đường da. Khi cô nghe vậy cô nói không, quyết tâm đợt này phải chiến thắng. Thì cô làm gì? Tiếp tục ăn chay. Và cô trì thần chú đại bi, lấy nước cô thoa hết, chỗ nào mà nặng là cô thoa vô, vừa thoa vô là vừa Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát, mà trì một ngày 21 biến đại bi chứ không có thời gian nhiều. Cô làm như vậy xuyên suốt một tháng. Một tháng sau bắt đầu nó héo, nó khô từ từ, bắt đầu cổ mới ngủ được. Cả đêm ngủ không được, cổ khó chịu vô cùng. Thì từ từ bắt đầu là nó lặn, đến bây giờ cổ ăn chay trường ngon lành không bị nữa. Thì những người có những lúc mà mình ăn mặn nó phát ra cái bệnh ngoài da, nó xì những cái chất độc ra. Có những người nghiệp nặng nữa thì họ bị ruột, bị gan, bị bao tử, bị phổi, bị này, bị nọ, đủ thứ hết trơn. Thì mỗi cái người nó chiêu cả mỗi quả báo khác nhau, mà cái ngứa cùng thân là cái đó nó kinh hoàng nhất. Ví dụ mình đau đớn gì trong người thì mình uống thuốc đồ nó đỡ, còn cái này nó ngứa khắp các cùng người hết luôn. Thì ý Vấn Nhàn muốn nói rằng là cái dịch bệnh, ghẻ lát, ngứa, vân vân, tất cả các bệnh cũng đều từ nơi sát nghiệp mà ra. Thì bây giờ phải thông báo chuyện gì? Chúng ta mong làm sao cái đĩa này đi trên toàn thế giới, mọi người, mọi nhà và truyền bá khắp nơi nên phát tâm ăn chay trường, cố gắng vận động ăn chay trường. Bữa Vấn Nhàn lên gặp ba mẹ của thầy Tuệ đó. Em thầy Tuệ có căn lành sâu dày, ông vừa lên ông nghe trên Tịnh Thất Quan Âm ăn chay trường toàn bộ cả chùa, và nói nghe nói về cái chuyện ăn chay trường cái là em ruột của thầy Tuệ về phát tâm ăn chay liền. Còn hai ông bà thì chưa ăn chay trường, còn đi dạy, đi công việc, đi dạy trường học này nọ rồi đó. Cho nên mình ra Vấn Nhàn mới ngồi nói, bỏ toàn tâm tư vô nói suốt cái gì. Thầy Tuệ cũng đưa cha mẹ lên mấy lần không gặp, bữa nay gặp rồi, cho nên hình ra ông muốn cho gặp á. Hình ra Vấn Nhàn để thời gian cũng gần tiếng đồng hồ, nói rất nhiều về cái chuyện ăn chay. Hai ông bà bắt đầu từ từ xây chuyển, lần Vấn Nhàn mới nói hầu như tất cả các thầy đưa cha mẹ lên đây hoặc cha mẹ ở nhà ăn chay nhiều lắm. Như bố của thầy Phổ Vấn Nhàn xuống gặp ông 80 mấy tuổi mà ông ăn chay trường bao nhiêu năm nay, chị dâu của thầy cũng ăn chay trường, rồi ba mẹ của thầy Tánh cũng ăn chay trường lên chùa ở, rồi ba mẹ của thầy Nhuận Minh cũng lên trên chùa ở ăn chay trường rồi ra đi. Hầu như là tất cả các thầy đều hướng dẫn cha mẹ ăn chay trường, mà riêng thầy Tuệ chắc thầy ngại nói hay là sao đó, mà cuối cùng bây giờ là ông bà chưa ăn chay, cho nên thầy Tuệ ông dạy đệ tử quy, ông khuyên người ta ăn chay mà cuối cùng cha mẹ chưa ăn chay, cho nên thành ra ông cũng ngại. Đủ kiểu dùng mọi cách, dùng mọi kiểu để tấn công ông, rồi cuối cùng ông mới chịu ăn chay. Cái thói quen của con người ăn mặn mà đổi sang ăn chay nó không phải là chuyện đơn giản, cực kỳ khó. Cho nên Vấn Nhàn hay nói chơi chơi mà nói thiệt, thành thiệt, ai mà lên Tịnh Thất Quan Âm mà nghe Vấn Nhàn giảng mà còn ăn mặn thì gọi rằng là gan cùng mình. Bởi vì cái điều mà Vấn Nhàn xem trong văn sao Ấn Tổ ngày nói kinh khủng về cái chuyện mà ăn chay với ăn mặn. Ngày nói ăn chay nó có cái hộp dinh dưỡng, và nó khi ôn dịch lưu hành, khi bệnh hoạn nó tới với mình đó, thì nặng thành nhẹ, nhẹ biến nhất, biến mất. Dịch bệnh đến gặp người ăn chay nó không có ảnh hưởng cái người ăn chay được. Cũng như những con virus corona, nó là một loại vi trùng, là một chúng sanh mang cái tâm báo oán hận thù kinh khủng luôn. Và nó đi tìm ai nó báo oán? Nó tìm con người mà cùng với tâm ác, tâm xấu, cái tâm sát hại chúng sanh, gọi là đồng thanh tương khí, đồng ứng tương đồng, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, ngu tầm ngu, mã tầm mã. Corona phải đi tìm những người mà sát sanh, ăn thịt chúng sanh, nó phải đến nó đòi mạng. Đêm hôm qua bật lên thấy ở bên Italia kinh khủng, bên châu Âu
một gia đình đó hai người, hai chị em, mà bà chị thì bị nhiễm virus corona chết, còn người em đang ở trong nhà gọi cho ông Bo Lăng, tức là gọi cho cứu thương tới, người ta không tới. Người ta nói bây giờ chị của chú bị dịch nhiễm chết rồi, thôi chú ở đó và cách ly chú chung với chị chú một thời gian, hỏi khi nào kia chưa biết ngày nào đến. Trời ơi, ngồi chung với cái xác chết và chung với con virus đó, nhưng mà anh này anh lại không bị, tức là người ta sợ người ta cách ly thôi mà anh lại chưa bị. Lý do gì anh chưa bị vậy? Bởi vì cái nghiệp thức của ảnh chưa đến lúc phải trả với con virus corona này. Thứ hai nữa, thọ mạng ảnh còn. Thứ ba nữa, cái phước thiện ảnh nó sâu dày hơn người chị, cho nên người chị phải trả trước. Điều này là đúng chính xác 100%, đúng vô cùng. Cho mình biết là cái loại chúng sanh như loại vi trùng corona đó, nó là một loại súc sanh, chúng sanh mà nó giết con người được thì cái phước báu và cái nghiệp ác của nó kinh khủng lắm, mà không phải ai nó cũng giết được đâu. Nếu ai cũng giết được thì toàn bộ Vũ Hán đâu còn một con người nào sống sót đâu. Nhưng mà riêng bên Vũ Hán có một cái làng đó, người ta phòng ngừa kỹ càng, và họ hầu như là họ tích thiện, họ làm những điều phước thiện, và nghe nói là cũng có họ ăn chay, cho nên thành ra là riêng cái làng đó nó ổn định và số lượng bị rất ít. Thì chúng tôi có coi một cái mẫu chuyện lúc trước, nó cũng lâu, khá lâu rồi. Vì sở dĩ thích niệm Phật quá là coi cái câu chuyện này mà thích cái bà này, ngưỡng mộ bả mà niệm Phật cho ông ơi. Không biết quý Phật tử, một số quý thầy quý chú mà khi nghe Giác Nhàn nói đến Văn Sao, không biết có ngưỡng mộ bộ Văn Sao, ngưỡng mộ Ấn Tổ không? Có những người họ ngưỡng mộ cái đối tượng đó, họ ngưỡng mộ cái nhân vật đó, cho nên họ làm theo. Chúng tôi là ngưỡng mộ tuyệt đối Ấn Tổ rồi. Riêng lúc trước chúng tôi gặp cái câu chuyện của bà này mà chúng tôi ngưỡng mộ bà này. Bà làm sao? Lúc cái thời Trung Quốc họ đói, họ chết, dịch bệnh họ chết, mà con người này chết quá nhiều, cho nên bây giờ đâu có thiêu kịp đâu, cũng đâu có hòm chôn đâu. Thì quý vị biết họ làm gì? Họ lấy máy xúc, họ múc cái lỗ thiệt to, rồi họ lấy cái máy bang á. Cái máy bang á, họ có cái máy bang mà cái cái càn bang nó thiệt là rộng. Họ để cái càn bang xuống đất một cái là họ xe nó đẩy nó lùa xuống hố đó hết, rồi máy nó lắp lại. Chứ làm gì mà có hòm, có lò thiêu để mà đi chôn. Con người mình cái lúc mà nó an bình, thế giới đang thịnh trị yên ổn á, chết thì nó làm con người mình sạch sẽ gọn gàng lắm nha. Nhất là bên Mỹ họ mang vô trong nhà ướp xác, họ làm sạch sẽ, thơm tho, có những chỗ họ lột ruột ra hết, họ ướp thuốc, họ làm cho sạch sẽ. Nhưng mà chết mà nhiều quá làm sao mà họ làm kịp. Ngay nơi ở bên Hồng Kông mà có người đất chật, người đông á, cho nên khi chết cái nhiều lúc họ mang vô trong đó họ ướp, họ để dành khi cái lúc mà cái ca mà trong nhà hoàng á, đi ra rồi mới đưa đến sắp lớp mình vô, thì có những lúc một tháng, nửa tháng chết rồi mà để nửa tháng, một tháng mình đến cái lượt mang vô nhà hoàng, cho chật quá, trong nhà mình đâu có chỗ. Chúng tôi qua Hồng Kông có cái nhà người ta vừa để cái giường với thêm cái bếp chút xíu xíu, làm gì mà để mà hoàng con người vô trong đó ở có cái nhà hoàng giống như ở mình được. Cho nên cái tỉnh Thất Quan Âm rộng rãi mà có cái phòng hộ niệm, mình có cái chỗ hoàng thôi, chứ còn một số nơi không có chỗ hoàng, không có để vô cái hộp vô được. Thì ở bên Trung Quốc cái lúc đó họ chết nhiều quá, cho nên thành ra cứ lấy mấy bang nó bang xuống hố thì chứ làm sao mà chôn cất ở đâu mà cho kịp nữa. Thì có một cái chuyện ngộ, chúng tôi coi cái câu chuyện mà ngưỡng mộ cái bà này, thì cái anh chàng mấy ảnh cứ bang thì người nào cũng hôi thối, bởi vì có những chỗ nó chết nhiều quá, 2-3 ngày sau mới bang, chứ đâu phải chết một cái là có mấy bang liền đâu. Thì 2-3 ngày sau bang thì có một cái điều lạ là hầu như những người nó rửa thịt hôi hám con kênh tới mổ ăn rồi ruồi nhặn đồ nhìn đấy, có những người nó kinh khủng lắm, mấy con kênh nó tới nó mổ con mắt nó ăn rồi á, trong người nó còn hầu như là bị hôi thối, mà riêng có một bà này là cơ thể bà còn nguyên vẹn, gương mặt bà còn sắc diện nguyên vẹn, 2-3 ngày mà thấy bà còn nguyên vẹn. Thì cái ông mà ông dùng xe để ông ban, ông đổ người xuống dưới hố, thì ông thấy bà này sao ngộ quá, ông ấy nhảy xuống ông coi. Ông kêu, ồ, ai cũng hôi thối hết trơn, ai cũng có những lúc mà dòi tửa rồi nhìn thấy lở lét mà nó rã thân thể ra, mà sao bà này là không bị rã ta, sắc diện bà này vẫn tươi đẹp vậy ta. Thì cuối cùng sao, ông nhảy xuống ông coi xong rồi ông lục, ông coi thử trong người có cái gì, ông cũng tò mò mà. Ông mở ra thì trong người bà này có một cái cuốn niệm Phật công cứ,
Hồi xưa cái nghĩa ngưỡng Phật công cứ là trong cái cuốn niệm Phật đó nhỏ nhỏ thôi, mà có một cái cánh sen, một cái bông sen có nhiều cánh sen, người ta niệm Phật 10 câu xong người ta chấm vô cánh sen một chấm là người ta biết hôm đó người ta niệm được bao nhiêu cánh sen là bao nhiêu câu Phật hiệu. Đó. Và trong người của bà có thêm một cái cuốn sách nhỏ nhỏ đó là Khuyên nên kiên giết ăn chay. Thì hai cái cuốn sách này ông này ông cầm lên ông kêu, chẳng lẽ do bà này niệm Phật, chẳng lẽ do bà này đọc cuốn sách Kiên giết ăn chay mà bà này được một cái thân tướng mà ai cũng chết mà dồi tửa, hôi hám dơ giấy, dồi tửa nhìn cái thân thể nó rã, nhưng mà bà này bà chưa rã là chẳng lẽ bà lo, bà do bà niệm Phật ăn chay ta? Thì khi mà chúng tôi đọc cái cuốn sách này là chúng tôi ấn tượng cái bà này ở bên Trung Quốc. Cho nên hôm nay mình đang ở trong một ngôi nhà, cả gia đình của mình ở khu chuyên tu Tịnh Thất đang tiến hành và đang ăn chay, không ăn những thứ ngũ vị tâm, không ăn trứng, không uống sữa bò. Ấn Tổ nói sữa con bò cũng không được uống, vắt sữa nó lấy những cái tinh sữa trong con người của nó cũng đau, nó cũng khó chịu khi vắt vú nó. Không ăn trứng, không uống sữa, lời Ấn Tổ dạy, không ngũ vị tăng, ăn chay thuần tí ăn chay. Đây là một cái phước may mắn của đời mình, may mắn vô cùng của đời mình luôn. Vì vậy cho nên bản thân của Giác Nhàn hôm nay thực sự mà nói thì nghĩ đến cái việc mà thế giới đang không ổn định, gọi là thế giới bất ổn, toàn bộ thế giới luôn chứ không phải đừng biết Việt Nam. Ấn Tổ nói là cái lúc mà Ngài nói đó là tại nước Trung Quốc đang bất ổn về chiến tranh, còn mình là đang bất ổn về dịch bệnh, nó hơn chiến tranh. Và Thượng Tiên Hóa nói cái dịch bệnh mà đi vào không khí, nắm tay đứng gần khoảng 2 mét, hơi thở ra là nó lan theo đường phổi, nó lan theo đường không khí. Mà dịch bệnh này nó hôm bom nguyên tử, hôm bệnh S luôn. Bệnh S là bệnh sida, thì người này bị bệnh thì chỉ một người này bị thôi, mà họ có phương tiện để tiêm chích hoặc là quan hệ theo cái lây lan theo con đường tình dục thì nó bị giới hạn lắm. Còn con vi trùng này nó không giới hạn, nó đi trong không gian 7-8 tiếng, 8-9 tiếng nó chết, nó đi trong không khí mà hai người cùng nói chuyện là nó qua rồi. Thì người nói cái này nó kinh khủng. Thì cái con vi trùng này nó ác, nó cũng từ đâu mà sanh ra? Nó từ cái tâm ác của chúng sanh, sát sanh, ăn thịt chúng sanh mà ra. Đó là cái điều mà hôm nay Giác Nhàn nghiên cứu và suy nghĩ ra, đối chiếu theo lời Tổ dạy là bệnh dịch này từ đâu phát sanh. Từ đâu phát sanh thì từ nơi sát sanh, ăn thịt chúng sanh mà ra. Nên mọi người nên nói với nhau, bảo cho nhau một chiền trăm, trăm chiền ngàn, ngàn chiền vạn là cái việc này từ nơi sát sanh mà ra. Cho nên không biết được cái nguồn gốc này để mà ngăn chặn thì nó càng ngày càng nhiều loại virus corona 19, 20, 25 mà dữ dội hơn corona nữa, vì lòng người càng ngày càng ác, gọi là ác thế. Cho nên cái việc mà thế giới đang bất ổn, từ nơi cái dịch bệnh bắt đầu nó kéo đến kinh tế, kinh tế mà sa sút xuống rồi, bộ quốc phòng rồi chuyện an ninh bắt đầu nó cũng sẽ sa sút xuống, bắt đầu nó loạn, gọi là nội chiến, tự con người cướp bút cướp bóc lẫn nhau. Nam thì gì, họ đứng đầu gành xó chợ để mà họ giật. Nữ thì gì, họ không có khả năng đó rồi, bắt đầu họ tìm mỗi đủ kiểu, mỗi cách để mà lương lẹo dối trá để mà họ tìm cái cuộc sống sinh tồn, bởi vì nhu cầu họ quá cao. Chứ nếu nhu cầu họ thấp thì họ đi tìm mảnh đất nhỏ nhỏ, họ cuốc đất còn họ đủ ăn, trồng ít rau đủ ăn rồi. Ngày mình đi làm công làm mướn đi kiếm 350 ngàn, mình về mình cũng đủ sống rồi, trả tiền nhà rồi. Như con của thầy Tệ, một mình ông đi làm, ông nuôi bạn đời của thầy Tuệ ở dưới khu chuyên tu nè, rồi thêm nữa là một người vợ với hai đứa con. Lúc trước ông chạy xe Sài Gòn không đủ, nhưng mà hôm nay lên làm, vừa làm công quả mà vừa làm công thợ hồ. Hôm trước ông kêu con yếu lắm mà sao lưu đây con vui, con làm bữa nay con khuyên đá con chạy ầm ầm.
lấy tiền về một ngày có 350 thôi mà sinh sống được trong gia đình, thuê cái nhà có 1,2 triệu ăn uống sinh hoạt con cái, nay nó không đi học nữa cho nên sinh hoạt ổn định trong gia đình. Một người làm mà nuôi được cả 4-5 người, kinh khủng không? Đâu có thể rằng là mình làm ăn không đủ sống đâu, do cái đời sống nhu cầu mình quá cao cho nên thành ra mình mới bị trở ngại về cái cuộc mưu sinh cuộc sống thôi. Trên cái việc mà để cho thế giới này được an định và không dịch bệnh nữa thì khuyên mọi người nên kiêng giết và ăn chay. Còn cái chuyện phóng sanh thì nó bị lệ thuộc vô vấn đề tiền bạc và cái thời gian cũng như là cái môi trường. Cũng như hôm qua nghe cô Phật tử nói đó, cái đoàn phóng sanh ở Sài Gòn lúc trước đông vô cùng mà bữa nay kinh tế xuống cho nên thành ra kêu tìm người để phóng sanh không có nữa. Cái chú đó mới nói cô có điều kiện không, cô hỗ trợ để duy trì cái chuyện phóng sanh cô. Ngay nơi tỉnh Thất Quan Âm lúc trước cứ một tuần 20 triệu, bữa nay gì một tuần còn lại có 5 triệu. Bây giờ Phật tử gửi ít lại và chúng tôi cũng làm ít lại. Cái kinh tế nó xuống thì mọi thứ đều xuống hết, mà chỉ có cái việc đó là khuyên người ta kiêng giết ăn chay thì Ấn Tổ nói là cái việc này khuyên người ta dễ làm và dễ khuyên, và ai cũng có thể làm được cái điều này nên phát dương quang đại. Muốn biết thế giới có an bình, an định, xã hội có ổn định hay không thì nghe nơi lò mổ có tiếng kêu cầu khổ đau rên la của chúng sanh trong lò mổ giữa đêm trường hay không. Nếu mà tiếng chúng sanh trong lò mổ giữa đêm trường cứ tiếp tục kêu la khổ đau như vậy đó thì chúng sanh này sẽ bị giặc giả, bị cướp bóc, bị ôn dịch, bị hạn hán, đủ thứ xảy ra hết. Cái điều này là Ấn Tổ ngài nói chính xác vô cùng. Cho nên sở dĩ mà có giặc giả, chiến tranh, ôn dịch là do sát sanh. Sở dĩ mà có động đất là do lòng người bất an ngã mạn. Sở dĩ mà có lũ lụt là do lòng người tham dục tham ái. Nhất thiết di tâm tạo, tam giới di tâm, vạn pháp di thức, tâm tưởng sự thành, đều từ nơi cái tâm con người mà sanh ra hết. Mà nếu con người này nếu mà biết hành thiện tích đức, sửa xưa tu nay, sửa sai hướng thiện, thì chắc chắn con người đó sẽ an định, an hòa, an bình giữa bao nhiêu thiên hạ đang dịch bệnh, bao nhiêu thiên hạ đang bị chiến tranh giặc giả, họ vẫn an bình bởi vì riêng biệt nghiệp của họ không có cộng nghiệp với người khác. Tuy rằng trong cộng đồng của toàn thể xã hội đang biến loạn về kinh tế, đang dịch bệnh vân vân mà họ cũng không bệnh, họ vẫn an định trong đó họ sống. Biệt nghiệp của họ tốt, biệt nghiệp đó là thiện nghiệp, biệt nghiệp của họ là tịnh nghiệp. Thì người này cái lúc giặc giả hoạn nạn họ càng nhìn nhận ra thấy nó vô thường. Họ an định trong cái lúc giặc giả hoạn nạn dịch bệnh, họ an theo cái lúc hoạn nạn dịch giả, giặc giả dịch bệnh. Rồi cái lúc thanh bình yên ổn họ cũng an theo cái lúc thanh bình yên ổn. Họ bởi vì tâm họ đang thanh tịnh, tâm họ, con người họ có phước báu cho nên họ sống ung dung tự tại vô cùng. Mà phước báu này không phải Phật Bồ Tát, không phải trời thần thánh đem lại cho mình, ghét người này thì không cho mà thương người kia cho là cho, không phải đâu. Tự bản thân mình phải nỗ lực lên mà làm. Cho nên cái việc mà để thế giới an định thì phải sửa lỗi hướng thiện. Sửa lỗi đó là không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói láo và uống rượu. Nghe tưởng chừng năm giới này dễ làm, nhưng mà Phật chế cái năm giới này cho hàng thượng căn. Còn trung hạ căn như chúng ta mà không có người nhắc nhở, không có người khuyến tấn, không có người mà hàng ngày nói, thì trung hạ căn chúng ta giữ năm giới giữ không được, không khả năng làm nổi. Tuy rằng đời trước mình đã giữ năm giới rất tốt cho nên bây giờ mình được làm con người, nhưng mà khi vào trong cái cõi này rồi, cái người họ phá giới phạm trai, cái người mà ác ở trong cõi này quá nhiều cho nên họ khó giữ vô cùng. Hàng ngày họ cứ nghĩ đến làm sao cho có tiền có bạc, mỗi cách từ từ ý niệm này manh nha lần lần, rồi bắt đầu họ đi làm đủ kiểu đủ trò để cho có tiền. Hàng ngày họ nghĩ đến cái chuyện sắc dục cho nên họ cũng làm đủ kiểu
Mà khi mà nghĩ đến cái chuyện sắc dục nhiều thì người này lâu ngày sẽ bị bệnh phong tình. Ấn tổ nó bị bệnh phong tình. Hôm bữa chúng tôi nói điều này, thầy Nhuận Minh nói cái bệnh phong tình là phải thường phải ăn nằm. Chúng tôi nói cái chuyện ăn nằm đó là cái kết quả, còn cái mầm móng để mà để bị bệnh này đó là do hàng ngày nghĩ đến cái chuyện nam nữ, nghĩ đến cái chuyện dâm dục, nghĩ đến cái chuyện mà mình thích thú vui gì cái chuyện này, thì con người này lâu ngày bị bệnh phong tình. Phong tình tức là trong người họ bị lở, bị ngứa, bị lát, bị ghẻ, và trong người của họ bất an vì tâm của họ không có thanh tịnh, nhơ nhiễm. Nhơ nhiễm từ cái ý niệm này là ý niệm mà mình gì? Không chánh đáng, tà dâm, ý niệm mà trộm cắp, ý niệm uống rượu, uống niệm mà chiếm hữu, tự tư tự lợi, thì đây là dơ bẩn tự tâm. Từ cái tâm dơ bẩn này bắt đầu nó mới đi đến cái chuyện gì? Thân dơ bẩn là bị bệnh. Rõ ràng. Cho nên cái việc mà để làm cho cái thế giới này, cho cái xã hội này, cho đến gia đình này và con người này được an định, thì phải nhất tâm tu đạo. Một hướng tu đạo trong cái lúc này, nên ở tại nhà, bớt đi ra ngoài, dụng công trì thần chú đại bi ít nhất là 21 giá chót, trung bình là 50 biến. Người giỏi giỏi là 108 biến hoặc là 75 biến. Giữ thần chú đại bi này là cái pháp để hộ thân, hộ tâm. Dầu cho ôn dịch lưu hành đến trong nhà mình đi nữa, giống như ở bên Italia, cái bà chị chết trước mà người em ở chung trong cái xác đó và ở chung trong giới virus đó mà ông vẫn chưa bị nhiễm hay không, không biết, mà ông vẫn chưa chết liền. Phước nghiệp của con người mình rất là di diệu. Nếu họ mạng chưa hết là không dễ gì con virus này giết nó chết đâu. Hoặc giả mình không có nghiệp ác với nó, không có tới nó tím mình ở đòi đâu mà lo. Cho nên cái việc mà nhất tâm tu đạo thì danh hiệu Phật, danh hiệu Bồ Tát và thần chú đại bi trong lúc này là cần yếu, cần thiết nhất. Nhưng mà cái cách để mà mình dụng công, mình giữ câu Phật hiệu cho thường xuyên không gián đoạn, thì chúng tôi xoay sở nhiều thứ, niệm trong tâm, hít thở một chập rồi mình tính toán lo công việc, rồi tự nhiên câu Phật hiệu mình nó tan biến mất như sương mốc, tan biến mất tiêu. Vì cái cách gì mà giữ câu Phật hiệu lại được? Cũng trở lại cái cách niệm thầm. Mấy huynh đệ làm thử. Đang làm mà để đếm số thì nó khó vô cùng. Tâm nó loạn, thân thì mệt, mà tâm thì bất an loạn, làm sao giữ được câu Phật hiệu? Chỉ có hơi thở và thầm kìm được câu Phật hiệu. Nam Mô A Di Đà Phật. Một hơi thở, một câu Phật hiệu. Thầm, thầm một thời gian bắt đầu nó quen. Mình niệm một chập lâu, 2-3 tiếng đồng hồ sau bắt đầu hơi thở nó sâu, bắt đầu nhớ hơi thở được. Bước đầu thì cái hơi thở với câu Phật hiệu nó cứ trái qua trái lại, nhớ hơi thở quên câu Phật hiệu, nhớ câu Phật hiệu quên hơi thở, nó cứ dằn co. Nhưng mà cái việc giữ hơi thở là chính là gốc để cho cái khí lực. Hít một hơi niệm một câu, đang lúc làm niệm suông luôn, ngủ là để mặt đó. Ấn Tổ ngài nói lúc làm thì mình niệm suông thôi, còn cái lúc mà mình có thể nhớ số được thì nhớ số, ngủ thì để mặt đó, giữ câu Phật hiệu cho chắc. Tối mà chúng tôi coi cái đến cái đoạn mà bên Italia mà bà chị chết mà kêu cứu thương nó không đến là chúng tôi thấy kinh khủng. Bên đó khi mà bình thường gọi một cái là tích tắc là có mặt liền công an, là bảo vệ con người với lại cứu thương là họ có ngay, châu Âu với lại châu Mỹ họ bảo vệ cái mạng sống con người kinh khủng luôn, mà đến bây giờ thì họ không đủ sức, quá chết quá nhiều. Bên Italia một ngày mấy trăm người họ chết liên tục, đâu làm sao mà con người đủ sức, xe nào mà đủ sức để cung cấp đâu. Thôi cứ cho ở đó đi. Ghê. Cho nên cái cách để mà an định cái bản thân tâm của mình thì giữ câu Phật hiệu, niệm Quan Âm, trì thần chú đại bi, tụng kinh Vô Lượng Thọ, tụng kinh A Di Đà, cứ như vậy mà giữ đi. An định vô cùng, một hơi thở một câu Phật hiệu. Chứ nếu mấy anh em chưa thuần niệm trong tâm là quên ngay. Niệm trong tâm thì cái lúc mình ngồi tại nơi chánh điện mình tu một mình đó thì có thể được, chứ tu chung đại chúng mình cũng phải theo âm thanh của đại chúng rồi. Còn nếu bình thường mà không niệm thầm thì giác nhàn tin chắc quý vị cũng như giác nhàn là không giữ được câu Phật hiệu đâu. Mà không giữ câu Phật hiệu thì nó mệt cho phải biết luôn.
nó mệt dữ lắm. Hôm qua mấy cô đồ, mấy thầy đồ xuống đông quá chừng dinh giác nhàng, phải chạy 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 lo công việc, cho nên hít thở nó ít lại, niệm Phật nó ít, trời nó mệt. Tối vô nằm lăn qua lăn lại nó khó chịu vô cùng. Thì sực nhớ ra là lúc sáng có tập xuống nguồn tươi trẻ được 10, 11 lần mà buổi chiều không có tập. Chiều quá trời mệt và lo quá nhiều việc, đông người xuống mình phải sắp xếp việc cho họ. Cho nên thành ra cái ý niệm mà tập xuống nguồn tươi trẻ là không bao giờ bỏ, nhưng mà chiều hôm qua bỏ, cho nên lên giường nằm khó chịu. Nó giống như ngộp thở mà cái tâm mình nó mất thăng bằng. Mà khi mà tâm mất thăng bằng là nó khó chịu. Phải nằm hít thở mất hết hơn nửa tiếng, 45 phút. Bắt đầu giữ giữ câu Phật hiệu nó mới chìm vô giấc ngủ được. Ghê chưa? Kinh khủng không? Chú Tuấn Anh nói sao mấy bữa nay con khó thở quá. Hỏi bữa nay chú quên tập xuống nguồn tươi trẻ. Đúng rồi, đúng rồi. Hồi trước nghe tập xuống nguồn tươi trẻ nó đỡ bị viêm son, rồi bữa nay bỏ. Bình thường mình bình thường không có lao động nhiều, bình thường thì mình thở bình thường. Mà khi lao động nhiều là nó hao cái năng lượng khí, là nó khó thở, nó mệt. Thì phải giữ câu Phật hiệu để có khí lực, giống như là xăng cho một chiếc xe. Và ông chủ làm sao cho sáng suốt minh định để điều khiển chiếc xe này, là điều khiển cái thân này, là cái tâm. Cái tâm là ông tài xế, hơi thở là khí, khí lực mình là xăng, cái xác xe là cái thân này. Cái này ví dụ chính xác vô cùng. Nếu không giữ được cái khí lực là xe không có xăng, chạy không được, cà xịt cà đuổi, cà xịt cà đuổi, rồi nó thọ mạng, nó sẽ theo hơi thở. Bây giờ thọ mạng, hơi ấm và hơi thở và tâm thức, ba cái này nó quyện chung là một. Vừa con người đang còn sức khỏe vậy nha, tâm thức đang bình thường, thọ mạng chưa hết, mà lỡ sau đó cái duyên gì đó nó rớt từ trên cây xuống cái bịch cái nín thở, nghe chết mất liền. Hết thở là chết ngay tức khắc liền. Tuy rằng thọ mạng chưa hết nhưng mà gì? Chết. Một cái rủi nào đó trong này là nó rủi vô cùng, giống mong manh thân mạng mình như chỉ mành treo chuông, nó rủi lắm. Dễ rủi lắm, dễ gặp những cái chuyện rủi ro lắm. Cho nên thành ra giác nhàn hôm nay khuyên mấy anh em huynh đệ nên tạo cho mình cái khí lực. Mà khi khí lực mình mà mạnh rồi đó nha, thì cái buồng phổi của mình nó tốt rồi đó, thì những con vi trùng đó nó vô nó ở không được trong đó. Bây giờ cái không khí trong lành, cái oxy nó quá tốt, nó quá nhiều trong cái buồng phổi mình, thì cái con vi trùng vô đó nó không có ở trong đó được. Cái này là có khoa học, một số bác sĩ nói nha. Và vi trùng ung thư, tế bào ung thư không thể ở trong cơ thể mà nhiều oxy, nhiều không khí trong lành trong đó. Anh em nên tập xuống nguồn tươi trẻ. Giác nhàn in 5.000 cuốn, có một số người tập. Cuối cùng hôm bữa hỏi thầy Nhuận Minh, ông kêu mấy nay bệnh quá không tập. Bệnh thì mình tập ít 5 cái thôi, ráng. Giác nhàn bệnh cũng tập, tập sổ mũi luôn cũng phải tập. Bởi vì mình bệnh là mình hao khí lực, cơ thể mình nó mệt rồi, mà mình không tiếp vô thì để làm sao chừng nào khỏe mình mới tập được. Không duy trì được. Ngay nơi cái tập để mà cho cơ thể, để cho cái khí lực là dễ hơn niệm Phật mà không giữ được, thì làm sao mà câu Phật hiệu giữ được. Cái người mà họ đã giữ được thì còn từ hơi thở cho đến chuyện nhỏ, chuyện lớn gì họ đã làm là họ làm cho tới nơi, thì họ mới có thể thành tựu được, đúng không? Cho nên thành ra là cái xuống nguồn tươi trẻ là giác nhàn giữ không bỏ. Sáng hôm nay 11 thôi là vừa đủ rồi, chiều 5 cứ như vậy là thân thể khỏe. Mà chiều hôm qua làm mệt cái bỏ một cái là tối có vấn đề liền. Trời, nó ngộp ngộp nằm trên giường trăn trở, nó khó chịu vô cùng. Nó thiếu cái không khí, giống như con cá mà bỏ vô bong bóng mà bỏ không có không khí cho nó cà nhảy cà dãy. Nó ở trên thớt là nó không có ở trong nước, thì con cá mà cái nghiệp của nó vô nước mới có không khí nó sống. Còn mình vô nước mà là mình chết, mà cái nghiệp của nó vô nước nó sống. Còn mình là ở trong không khí, mà ở trong không gian, ở trong cái cõi này mà mình con người không có không khí, nhốt trong phòng thời gian nó không có không khí nó cũng chết rồi, nó ngộp ngộp nó chết. Trời, hôm qua nó khó chịu, nó làm sao trong người á. Lúc trước vô cái nằm khoảng 5-10 phút nó chìm vô giấc ngủ, bữa nay nó thiếu không khí nó phải mất 45 phút nó mới chìm vô giấc ngủ được. Dễ sợ. Lúc này nó không có đòi ngủ, nó không có cần ngủ, nó cần không khí. Và không khí hàng ngày mình không có hết nên làm sao nó đủ. Cho nên mỗi buổi sáng giác nhàn nói những điều này anh em nên lưu tâm. Hầu như mấy anh em không phải xem thường giác nhàn, nhưng mà những cái gì giác nhàn đưa ra mấy anh em có phong trào thời gian ra rồi bỏ. Xuống nguồn tươi trẻ đưa ra mua mấy cái miếng về đưa quá chừng luôn, hít tập dài bữa một cái bỏ. Hôm bữa hỏi thầy giác có làm, kêu con bỏ rồi xong. Không có làm những cái gì cười đi trước chỉ, rồi dài bữa gì niệm Phật cũng bỏ luôn, giảng sanh cũng bỏ luôn. Ấn Tổ nói cõi đời này là con người hay chán lắm, chán ơi là chán luôn. Chán hết đường chán, xách cái quần đi bán cũng không ai mua luôn.
hết tiền rồi, hết của rồi, còn cái quần không xách đi bán luôn. Hả? Cõi này là cõi hay chán. Trên Ấn Độ nói cái người niệm Phật mà phế bỏ hết tất cả những môn khác, chỉ nhất môn thâm nhập một câu Phật hiệu, thì người này chỉ có bế quan nhập thất hoặc giả là thượng căn thượng trí thôi, chứ còn tu bình thường thông thường mà phế bỏ những môn khác thì không thể nào thành tựu được đâu. Trời phải có lúc nắng lúc mưa, ăn cơm phải có thức ăn kèm theo, với ăn cơm suông làm sao ăn được. Tu là phải có nhiều pháp trợ hạnh chứ, vừa là hít thở nè, xuống nguồn tử trẻ nè, đi đào ao thả cá nè, trồng rau nè, những pháp thiện mà. Rồi bắt đầu đọc sách, đọc kinh nè, niệm Phật nè, lo cho các cụ già nè, rồi đi bán cà nè, đi bán ớt nè, rồi bán su su nè, bán cà rốt nè. Chuyện gì cũng làm được hết. Đây là những pháp lành. Chỉ có làm những pháp ác là ở không, đi ăn trộm ăn cướp người ta, lương lẹo dối trá, thì cái chuyện này là chết ngay. Hôm qua có chú bảo ông đang xếp cỏ với làm xếp đá với nhét nhàng á, ông hỏi sư phụ, thiệt hả sư phụ, vài bữa có rau có quả rồi sư phụ đi bán hả? Cứ nếu mà thiếu tiền là đi bán, kêu chừng nào đi bán, sư phụ kêu con đi với nha. Cái ông dám đi không, ông có quê không? Kêu không, con không quê đâu, sư phụ đi được, con đi được, sư phụ không quê, con quê cái gì, con thích đi bán. Đi bán lấy tiền cho nuôi đại chúng, cái gì đâu quê. Hôm qua có mấy cô Phật tử ở Hàn Quốc, cô Liên Phước, một số cô đồ, cô nói trời ơi, nghe sư phụ đi bán con đau lòng quá. Một số Phật tử ở Nhật đồ kia không biết con làm, con đi cúng dường dễ gửi về lo cho thầy đồ, cho quý thầy đồ, cho ai nữa mà để cho thầy đi bán, để thầy tu có thời gian giảng kinh cho tụi con nghe, chứ nghe đi bán con đau lòng, con mũi lòng quá, con chịu không nổi. Cái giờ không có thì phải đi bán, bây giờ sao? Đức Phật đi xin mà còn đi được nữa mà. Đức Phật cầm mình bát đi xin á, khất là xin ăn, sĩ là tu học á, xin một cách cao thượng, trong lành sáng suốt, đâu cái gì đâu. Ngày đầu trần chân đất thái tử mà đi tu rồi, bây giờ là cũng cầm mình bát đi xin mà. Đi xin còn ngại hơn đi bán á nghe, đi bán còn dễ hơn đi xin á, đúng không? Đi bán đâu có gì đâu, quê. Và bữa thầy với thầy Giác đi bán nha, mang cà rốt với lại phay tây đồ, một số đồ đạc á, cái mình mang ra mình ngồi mình cứ ai mua cà rốt không, mua chỗ nào cũng mua, mua giùm tôi đi. Anh nhìn nó thấy thôi tội nghiệp thầy nhàn quá, ông nuôi mấy bà già thôi mua cho ông cũng được. Bây giờ mình tính không phải mình lo xa, không phải là mình bất an, không phải là mình vọng tưởng điên đảo, chứ đến cái lúc không có tiền thì mình phải cưu mang người ta, mình phải lo cho người ta, rồi mình cũng phải tạo cuộc sống cho họ, chừng trường hợp họ bỏ mình họ đi thôi. Đúng không? Trừ trường hợp họ bỏ mình họ đi thôi, chứ còn nếu họ còn ở đây với mình. Nhưng bản thân chúng tôi hiện tại bây giờ nó có rung động, từ Tết đến giờ chúng tôi cũng đâu có than van cho mấy thầy đi chùa này chùa nọ bớt đâu, hoặc là cho mấy thầy về nhà, mấy chú mấy cụ về nhà đâu. Chỉ có lúc trước đi quá trời đông người đi, đến chính quyền nó không thể nào ở như vậy, chúng tôi mới đưa xuống hộ pháp pháp thường, lo lắng cho người ta đàng hoàng, chứ đâu có thể mình hất hủi người ta được. Trong thời bình mình ở chung với nhau, thời loạn cũng ở với nhau, thời dịch mình cũng ở chung với nhau, thời đói mình cũng ở chung với nhau, chung tay gắng sức với nhau, chung thủy với nhau, chứ không có nửa đường thối lui, bán đồ nhi phế, không có thủy chung thì không được. Thôi thì hôm nay thì Giác Nhàn chỉ nói không có nhiều, mỗi ngày nói một chút, nhưng mà mấy anh em nên lưu tâm một số những điều Giác Nhàn nói. Thì mong mọi người nên cố gắng giữ hơi thở, tập xuống nguồn tư trẻ, một hơi thở một câu Phật hiệu, quyết tâm làm là sẽ được. Chứ để không 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 bao giờ nó niệm được đâu. Để không không cái tâm mà niệm nó yếu nhất, nó không niệm được đâu. Niệm ra tiếng thì gì, dầu cho người lực sĩ niệm suốt ngày cũng bị tổn khí thôi. Hít thở một câu, một hơi thở một câu Phật hiệu thầm, cứ niệm ra tiếng. Ấn Tổ nói hai chữ Nam Mô đối với chúng ta phải dùng khi niệm ra tiếng. Nam Mô là cung kính, là quy mạng, là quay về, là cứu con, nên niệm. Rồi lâu 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 mình thấy hơi mệt, cái bắt đầu mình bốn chữ trong tâm, mà phải giữ niệm Phật thập theo một hơi thở một câu, phải giữ hoài. Cái này duy trì tốt, không bị tổn khí do hít thở. Lúc trước Giác Nhàn đề xướng niệm Phật thầm nhếp môi mà không đề xướng hơi thở, một năm sau cũng quỵ cũng bỏ, không làm được lâu dài. Hôm nay nếu giữ hơi thở một câu Phật hiệu, một hơi thở thì chắc là tình bền bỉ lâu dài. Mấy anh em làm thử coi, ngon lắm. Niệm khoảng 5-10 phút là câu Phật hiệu nó kháng khích, là tự nhiên thấy mặn mòi liền, thấy hơi thở có khí lực liền, tâm an định ngay. Nếu mà người yếu nhất hồi trước giờ vô chùa mà không niệm Phật đi nữa thì cũng thấy rất là yên. Vừa tưới như chú Tị, vừa tưới cỏ, vừa gì,
một hơi thở một câu Phật hiệu. Hòa thượng Ngọc Lộ ngài tịch rồi đó, ngài ít nhận của ai lắm, mà trong chùa ngài có 3-4 người, ngài tưới bông huệ, ngài vừa tưới vừa Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngài tưới bông huệ nó tốt, mang ra ngoài nó thơm hơn những người khác. Cái hàng của ngài là bông nở tốt, thơm, ngài cũng mang bông đi bán mà. Rồi bữa nào mà Phật tử rảnh thì ngài sai Phật tử đi bán. Có những người vô cúng dường mà vô cúng ngài không chịu, ngài nói thôi không đủ phước tôi không nhận đâu. Vạch hàng rào chui vô đổ đại gạo vô trong lu rồi chạy về. Ngài là ít nhận của cúng dường, ngài tự làm sản xuất ra bông nè, đi bán kiếm tiền nè, gạo lúa rồi ngài trồng ngài dùng. Sống 90 mấy tuổi, ngài Ngọc Lộ với Bình Định cùng quê giác nhàn. Thì những vị hòa thượng khi vào kinh tế thanh bình tốt ổn định mà ngài vẫn gì tập cho thành thói quen để đi trồng lúa, trồng gạo, trồng bắp, trồng khoai, trồng bông đi bán. Tập cho mình thành thói quen khi gặp những hoạn nạn thì mình gặp những cái lúc kinh tế xuống thì người này sẵn sàng hết rồi, họ đi làm dễ dàng. Còn mình ở trong nhà thì sợ nắng, phải lấy cái gì đó, kem rồi giống nắng rồi che rồi vô rồi làm cho mặt mình nó đẹp, nó sạch sẽ, nó sáng sủa đồ lên. Gian nắng ra là sợ liền, làm rồi sợ mệt thì lúc đói là đói chết luôn. Con cái phải bắt nó làm, phải làm cho nó khổ cực, bắt biết nấu cơm, biết quét nhà, biết bồng em, biết xay lúa, biết giã gạo, biết làm bánh hỏi, làm cái gì cũng biết hết trơn vậy đó. Thì để lúc gặp hoạn nạn, gặp cái lúc kinh tế xuống dốc thì nó phải đi làm mướn, làm thuê nó sống chứ. Chứ bây giờ cho nó sung sướng lên rồi, đầy đủ tiện nghi, đi xe mặc ăn lụa là, Ấn Tổ nó còn nhỏ mà cho nó mặc nhiều đồ dung nhung gắm lụa là cho nó sung sướng. Thì lúc mà gặp hoạn nạn, mà trong cõi này làm gì không có gặp hoạn nạn, bệnh dịch về kinh tế xuống, lúc đó nó nằm nó chờ thời. Nó chờ thời người ta mang của nó đến, không có thì đi ăn cướp. Ghê lắm, chứ không phải đơn giản đâu. Trong cõi này mà dạy một con người cho thành thánh thành hiền không phải dễ, cho nên tạo tự 1000 ngôi chùa dễ hơn là tạo tăng. Tạo tăng khó hơn tạo tự. Một vị tăng đó mà tu hành chân chính với luật tinh nghiêm, tín nguyện niệm Phật vãng sanh thành Phật thì công đức của người nuôi này lớn lắm. Khó lắm. Cái chùa xây bao nhiêu cái chùa nó cũng còn là một cái xác vật liệu thôi, cho nó đâu có vãng sanh được đâu. Thấy không? Mà con người này có thể vãng sanh thành Phật. Thôi hôm nay giác nhàn à, bữa nào cũng kêu nói nửa tiếng mà cuối cùng giờ cũng 4:55 tiếng đồng hồ. Giờ là 7:25. Giờ hôm nay thì công việc tương đối nó cũng gọn. Hôm qua thì nói thầy ngữ thôi các cụ khỏi xuống, mà hôm nay thì các cô đồ xuống cũng thích, cho nên thành ra cũng cột kẽm làm sơ sơ chút xíu công việc nữa cho gọn. Thì lúc trước thì quy định mấy thầy chỉ làm buổi sáng, mỗi ngày mỗi buổi sáng, nhưng mà bây giờ công việc xuống đây buổi sáng về lại trên đó thì nó mất thời gian, cho nên làm một ngày hôm nay thì ngày mai em nghỉ. Giống như hôm qua thầy Thiện làm một ngày hôm qua thì bữa nay ở nhà nghỉ, chia làm 2 ban ra. Còn các cô nào mệt thì nghỉ. Còn quý thầy với này thì không phải làm mỗi một ngày, nhưng mà khỏe thì ra làm, mệt thì nghỉ, làm cho nó xong cái mương để mà thả cá, chứ không là mưa nó tuột nó hư hết. Nên chở một nhóm quý thầy đi trước, còn các cô ai muốn lên thì xếp ra, chứ không phải dành nhau như hôm qua nghẹt cứng xe luôn, đông quá chừng. Cho nên thành ra sắp xếp lại cho ổn định để mà mình làm để canh tác. Thầy quyết tâm là canh tác cái vườn rau này, phải làm cái hồ để phóng sanh, làm cho bài bản ở trong này an định để mình sinh sống. Không phải giấc nhàng kêu lo cho khu chuyên tu không đâu. Cái vườn rau này là mấy anh em ở trên đó dùng nữa đó, chứ không phải là ăn ở dưới này, bởi vì vườn rau quá lớn, ăn không hết mới đang đi bán, chứ không phải để cho mấy thầy mấy chú đói rồi đi bán lấy tiền được đâu. Không phải vậy đâu, phải tính ha. Thôi giờ mình hồi hướng nghỉ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Hơn nữa, pháp tịnh độ lời khắp mọi căn cơ, quả thật là pháp môn đặc biệt trong giáo pháp suốt một đời Đức Như Lai, lợi ích vượt trội những giáo lý thông thường trong cả một đời giáo hóa của Đức Phật. Câu nói của cổ đức: do dùng sự giác ngộ nơi quả vị để làm cái tâm trong khi tu nhân, nên nhân bao trùm biển quả, quả thấu tột nguồn nhân, có thể nói là khéo hình dũng nhất, không còn gì hay tuyệt hơn được nữa.
huống chi Liên Tông Tứ Tổ là đại sư pháp chiếu đích thân gặp Đức Văn Thù dạy niệm Phật, hả có nên chẳng ngửa tuân theo thánh ý, chuyên chú niệm Phật, vẫn cứ muốn cậy vào tự lực, vứt bỏ Phật lực, chỉ mong chống đỡ môn đình cho lớn lao, chẳng tính đến chuyện có được lợi ích hay không? Hâm mộ hư danh, khinh rẻ lợi ích thật sự, sao lại mất trí điên cuồng quá mức như thế vậy? Theo tập 3 của Cao Tăng Truyền, trong truyện của Pháp Chiếu Đại Sư có nói, vào năm đại lịch thứ hai 767, sư trụ tại chùa Vân Phong ở Hành Châu, nhiều lần thấy thánh cảnh hiện trong bát cháo, chẳng biết là danh sơn nào. Có vị tăng đã từng đến Ngũ Đài, bảo đấy ắt phải là Ngũ Đài. Về sau sư bèn đi triều bái. Năm đại lịch thứ năm 770, sư đến huyện Ngũ Đài, nhìn thấy phía xa có ánh sáng trắng, lần theo ánh sáng đi tìm đến đại thánh Trúc Long Từ. Sư vào chùa đến giảng đường, thấy Đức Văn Thù ở phía tây, Đức Phổ Hiền ở phía đông, ngồi trên tòa sư tử thuyết pháp thâm diệu. Sư lễ hai vị thánh, thư hỏi phàm phu đời mạt, thời gian cách thánh đã xa, tri thức ngày càng kém cỏi, cấu chứng thật sâu, Phật tánh không do đâu hiển hiện được, Phật pháp mênh mông, chưa rõ tu hành pháp môn nào là thiết yếu nhất, kính mong đại thánh đoạn trừ lưỡi nghi cho con. Đức Văn Thù bảo, nay ông niệm Phật là hợp thời nhất, các môn tu hành không gì hơn được niệm Phật, cúng dường tam bảo, phước huệ song tu, hai môn này nhanh chóng quan trọng nhất. Vì sao vậy? Trong đời quá khứ ta do quán Phật, do niệm Phật, do cúng dường nên nay đắc nhất thiết chủng trí. Do vậy biết niệm Phật là vua trong các pháp, ông hãy nên thường niệm vô thượng pháp vương, chớ để dừng nghỉ. Sư lại hỏi nên niệm ra sao? Ngài Văn Thù nói, phía tây thế giới này có A Di Đà Phật, Đức Phật ấy nguyên lực chẳng thể nghĩ bằng, ông hãy nên niệm liên tục, đừng để gián đoạn, sau khi mạng chung chắc chắn vạn sanh, vĩnh viễn không thoái chuyển. Nói lời ấy xong, khi đó hai vị đại thánh đều duỗi cánh tay sắc vàng xoa đầu sư thọ ký. Do ông niệm Phật chẳng bao lâu sau sẽ chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề. Nếu hàng thiện nam thiện nữ nguyện mau chóng thành Phật thì không gì hơn niệm Phật sẽ mau chóng chứng vô thượng bồ đề. Nói xong, khi ấy hai vị đại thánh cùng nhau nói kệ. Sư nghe xong hoan hỷ hấn hở, lưỡi nghi đều trừ. Đây là đại sư pháp chiếu đích thân đến Trúc Lâm Thánh Tự, được hai vị đại thánh khai thị. Trong Thanh Lương Chí bản cũ, chuyện này bị một thiền tăng vô chi sửa đổi lời khai thị, biến thành thiền ngữ, thật đáng thống hận. Bộ Sơn Chí được tu chỉnh gần đây đã sao chép theo đúng chuyện Pháp Chiếu Đại Sư trong tập 3 của bộ Cao Tăng Truyền. Tôi chẳng dẫn Thanh Lương Chí vì sợ người ta không biết, cứ đọc theo bộ Sơn Chí cũ sẽ đâm ra ghi bắn, làm mù con mắt chánh pháp, đoạn thiện căn của người khác, tội chẳng gì lớn hơn được nữa. Phần trước và phần sau đoạn trích dẫn này đều lược đi, sao lục chỗ khai thị chẳng sót một chữ nào, chỉ có với chữ chiếu là vì thuận theo cách nói bèn viết là chữ sư cho rõ. Ngũ Đài chính là đạo tràng ứng hóa của ngài Văn Thù. Văn Thù chính là thầy của bảy đức Phật. Tự nói ta trong quá khứ do quán Phật, do niệm Phật nên nay đắc nhất thiết chủng trí. Do vậy hết thầy các pháp, Bát Nhã Ba La Mật, thiền định rất sâu, thậm chí chư Phật đều sanh từ niệm Phật. Quá khứ chư Phật còn sanh từ niệm Phật, huống chi chúng sanh đời mặt pháp, nghiệp nặng, phước nhẹ, chướng sâu, huệ càng, miệt thị niệm Phật, chẳng chịu tu hành, ý muốn siêu thoát vào thắng địa vị Như Lai, chẳng biết rằng dù có muốn nối gót hít bụi của ngụ tội giới thảo đường thanh vẫn còn chưa được nữa ư? Pháp môn niệm Phật chính là chỗ quy túc của các tông luật giáo thiền mật, là đường tắt thành Phật của trời người thánh phàm. Hết thảy các pháp môn không pháp nào chẳng lưu xuất từ pháp giới này, hết thảy các pháp môn không pháp nào chẳng trở về pháp này. Kẻ chi kiến nhỏ nhoi
cho niệm Phật là pháp môn của ngu phu ngu phù. Nào biết trong hội Hoa Nghiêm, thiện tài sau khi chứng được thập tính hậu tâm, vâng lời ngài Văn Thù Dày, đi thăm học với khắp các thiện chi thức, hệ nghe dạy liền chứng. Cuối cùng đến chỗ Phổ Hiền Bồ Tát, được ngài Gia Bì khai thị, sợ chứng ngăn với Phổ Hiền và chư Phật. Đức Phổ Hiền bèn vì thiện tài xứng tán công đức thù thắng mầu nhiệm của Như Lai, dạy thiện tài phát mười đại nguyện vương, dùng công đức này hồi hướng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới để mong viên mãn Phật quả, và khuyến tấn trọn hết các Bồ Tát trong Hoa Tạng thế giới hải nhất trí tiến hành cầu sanh Tây Phương. Hoa Tạng hải chúng không một ai là phàm phu, nhị thừa hay quyền vị Bồ Tát chưa phá vô minh. Vị nào chứng ngộ thấp nhất thì cũng đã là bậc sơ trụ trong viên giáo. Vị ấy đã có thể hiện thân là Phật trong thế giới không có Phật, và tùy theo mỗi loài hiện đủ mọi thân để độ thoát chúng sanh. Sau đó từ nhị trụ cho đến thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, mỗi địa vị càng thù thắng hơn. Các vị Bồ Tát ấy đều dùng mười đại nguyện vương cầu sanh Tây Phương. Những kẻ vị bán niệm Phật là hạng người nào mà dám chống đối các ngày ấy? Do vậy biết pháp môn niệm Phật quả thật là pháp môn tổng trì để mười phương ba đời hết thảy chư Phật trên thành Phật đạo, dưới hoa độ chúng sanh, thành thủy thành chung. Vì thế pháp này được chính giới hướng về, mười phương cùng khen ngợi, ngàn kinh cùng xiển dương, muôn luận đều tuyên nói. Do pháp này dùng quả địa giác làm nhân địa tâm, nên liền được nhân trùm biển quả, quả tột nguồn nhân. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Thường, thư gửi Hòa Thượng Quảng Huệ. Thế giới Cực Lạc không có nữ nhân. Nữ nhân xuất sanh hệ sanh về thế giới ấy đều mang tướng đồng nam, tức trẻ trai, liên hoa, hóa sanh. Vừa từ trong hoa sen ra đều giống hệt như người trong thế giới Cực Lạc, chứ không phải là trước hết bé nhỏ rồi sau đấy mới dần dần khôn lớn. Người trong thế giới ấy không có phiền não, không có vọng tưởng, không có chuyện tạo nghiệp. Do cậy vào Phật tự lực nên hết sức dễ sanh, nhưng phải lấy niệm Phật làm nhân. Đạo vãng sanh rồi thấy Phật, nghe pháp, nhất định viên thành Phật đạo. Trong mười phương thế giới chỉ có cõi này là thù thắng vượt trội nhất. Trong hết thảy pháp môn tu trì chỉ có pháp này dễ tu nhất, mà công đức lại lớn nhất. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên quyển 2, thư trả lời cư sĩ Diệp Phước Bì, thư thứ nhất. Ông phát nguyện lập trường học nơi đất trống, lập liên xã nơi đất trống, cố nhiên là đỡ tốn công, nhưng vẫn là chẳng biết tùy địa phương tùy duyên để tạo phương tiện cho dễ thực hiện. Trên là nơi thanh miếu minh đường, dưới là bến nước bên cội cây, hễ gặp ai có thể trò chuyện được liền dùng những chuyện này để khuyên nhủ. Văn Lộ Công phát nguyện sẽ khiến cho mười vạn người niệm Phật cầu sanh Tây Phương, bèn kết liên xã. Tôi cho rằng từ một người cho đến vô lượng người đều nên làm cho họ vãng sanh Tây Phương trong đời này, hả nên lấy mười vạn người làm hạn định. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên quyển 3, thư trả lời cư sĩ Đường Đại Viên, thư thứ nhất. Xét từ khi đại giáo được truyền sang phương Đông, Viễn Công mở liên xã đầu tiên, khi ấy bậc cao tăng đại nho dự vào hội cả 123 người. Từ đấy về sau đời nào cũng có cao nhân tục diệm truyền đăng, truyền khắp trong ngoài nước. Đại pháp của Đức Như Lai có năm thứ là luật, giáo, tông, mật, tịnh, nhưng chỉ có một pháp Tịnh Độ là tu trì dễ dàng nhất, thành tựu dễ dàng nhất, là chỗ quy túc của luật, giáo, tông, mật. Vì thế các vị thiền chi thức luật, giáo, tông, mật xưa nay đều chăm chú ngầm tu, rất nhiều vị cực lực hoằng dương công khai. Pháp này chân tục viễn dung, vừa khê cơ vừa khê lý, chẳng những vì người học đạo lập ra một môn mộ nhiệm chung để thoát luân hồi, mà thật ra còn là đạo trọng yếu để người cai trị đất nước ngồi hưởng thái bình. Do đó
vạn thánh tiền hiền, bậc thông suốt, người trí sáng đều cùng tu trì như mọi ngôi sao trầu về bắt đầu giữa các dòng nước chạy xuôi về biển đông. Trích dẫn văn sao tục biên quyển hạ chuyên khởi của Sĩ Lô Liên Xã. Phật quang là tâm quang, tâm quang ấy chúng sanh và Phật đều cùng có, bình đẳng giống hệt như nhau, nơi Phật chẳng tăng thêm, nơi chúng sanh chẳng giảm bớt. Vì thế lúc mới thành chánh giác, Đức Thế Tôn than thở sâu xa đều đầy đủ trí huệ đức tướng của Như Lai, nhưng vì chưa ngộ nên chẳng tránh khỏi biến trí huệ đức tướng ấy thành vô minh nghiệp thức, mê tâm đuổi theo cảnh trái giác hiệp trần, ví như đi mãi trong đêm dài chẳng thấy được đường chánh, chẳng va tường đụng vách thì cũng đọa hầm sập hố, luân hồi trong lục đạo tròn chẳng có thọ thoát ra. Đức Như Lai thương xót thì hiện giáng sanh trong thế gian, thành đặng chánh giác tùy thuận cơ nghi diện nối các pháp, chí dạy thể tướng của nhất tâm, nói ra nhân quả ba đời, pháp thế gian lẫn xuất thế gian không gì chẳng chọn khắp. Lại muốn lời lạc khắp ba căn, nên đặc biệt mở ra một môn tịnh độ, ngõ hầu hết thảy dù thánh hay phàm đều cùng trong đời này cậy vào Phật tự lực vãng sanh Tây Phương, hồng siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tự, đích thân chứng được tâm quan mà Phật và chúng sanh đều cùng có, cũng như chứng được thánh thể vô lượng quang thọ. Lại còn rủ lòng tự tiếp dẫn đến tộc cùng đời vị lai, ngõ hầu pháp giới chúng sanh đều được đấm Phật quan cùng chứng tâm quan, quan quan chiếu sáng lượng nhau thành một thế giới thường tịch quan mới thôi. Trích dẫn vẫn sao tục biên quyển hạ nêu tỏ ý nghĩa ấn tàng của Phật quan phân xả tại sung điền Vũ Nguyên. Đại pháp của Như Lai bao trùm pháp giới, bao quát có không, chỉ dạy chân tâm sẵn có, tỏ rõ diệu dụng tùy duyên. Tâm thời ấy chúng sanh và Phật giống hệt như nhau, phàm thánh chẳng hay, chân thường bất biến, tịch chiếu viên dung. Do Phật chứng rút ráo nên được ngũ uẩn đều là không, vượt khỏi các khổ, chẳng lập mấy chừng, phô bày trọn vẹn vạn đức. Do chúng sanh triệt để mê nên đến nỗi mê chân đuổi theo vòng trái giác hiệp trần, luân hồi sinh tử tròn không có lúc thoát ra. Do vậy Đức Như Lai tùy theo căn cơ của chúng sanh nói đủ mọi pháp, khiến cho ai nấy đều theo đường về nhà, đích thân thấy được cha mẹ vốn có, lần chiếu áo tìm được hạt châu, liền được của báu vô tận nhà mình sẵn có. Bậc thường căn cố nhiên được giải thoát, nhưng hàng trung hà vẫn trong luân hồi, nên đặc biệt mở ra pháp môn tịnh độ vượt ngang ra khỏi tám giới, khiến cho khắp các hạng trung hạ đối gót bậc thượng căn. Lợi ích ấy không thể nào diễn tả được. Nghĩa này tuy phát xuất từ hội Phương Đặng, nhưng thật ra đạo ấy bắt nguồn từ hội Hoa Nghiêm. Chỉ vì phàm phu tiểu thánh chẳng thể dự hội Hoa Nghiêm, nên không có cách chi vân nhận được. Trước khi kinh Hoa Nghiêm được truyền đến Trung Quốc, pháp môn tịnh độ thường bị coi là đạo phương tiện hay tiểu thừa. Sau khi phẩm Phổ Huyền Hạnh Nguyện được dịch ra rồi mới biết đây là lời giảng chân thật về pháp thành Phật. Xưa kia Viễn Công ở Lô Sơn đã phân lời Phật Phó Trúc thường nguyện tái lai, chưa được thấy kinh Niết Bàn đã soạn luận pháp tánh thường trụ, chưa xem kinh Hoa Nghiêm đã xiển dương tông chỉ hướng dẫn về Cực Lạc. Lập pháp ngầm hợp với các kinh đạo thích hợp khắp ba căn, thông trên thấu dưới, thọ thích bản hoài xuất thế của Đức Như Lai, giải quyết trọn vẹn đại sự sinh tử của hàm thức. Nếu chẳng phải là bậc đại quyền thị hiền, làm sao có thể dự đoán như vậy được. Chú thích: đại quyền Phật Bồ Tát vì cứu vớt chúng sanh nên hiện ra đủ mọi thân hình sai khác, thậm chí thị hiện những hành ngũ nghịch thập ác để hóa độ chúng sanh, như Vi Đề Hy Phu Nhân và vua A Xà Thế đều là những bậc đại quyền thị hiền. Vì thế Pháp Sư La Thập nói: kinh dạy trong đời mạt sau này phương Đông sẽ có vị Bồ Tát hộ pháp, gắn lên nhân giả, hãy khéo hoằng dương chuyện này.
tặng chúng tây vật đến nói Đất Hán có bậc khai sĩ đại thừa, liền hướng về phương đông cúi lạy, dâng lòng lên rằng Lô Sơn tôn tích thần lý chẳng thể lường được. Chú thích: khai sĩ là một cách dịch khác của chữ Bồ Tát. Khai có nghĩa là mở, thấu hiểu, thông đạt, chỉ dạy chánh đạo, dẫn dắt chúng sanh. Sách Thích Thị Yếu Lãm quyển thường viết: trong kinh thường gọi Bồ Tát là khai sĩ. Thời Phù Kiên, nhà Tiền Tần thường phong tặng danh hiệu khai sĩ cho những vị tăng có đức hạnh thông suốt giáo lý. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên quyển Hà, lời tựa cho Bộ Tấn Liên Tông Sơ Tổ Lô Sơn Hội Viện Pháp Sư Văn Sao. Giáo, lý, hành, quả là cương tông của Phật Pháp. Nhớ Phật, niệm Phật thật là đường tắt để đắc đạo. Thời xưa, cứ tu một Pháp thì cả bốn giáo, lý, hành, quả đều đủ. Còn đời này, nếu bỏ tịnh độ thì hoàn toàn chẳng chứng được đạo quả. Ấy là vì cách biệt thánh đã xa, căn tánh con người hèn kém. Nếu chẳng cậy vào Phật lực, quyết khó được giải thoát. Như đã nói, pháp môn tịnh độ nhiếp khắp căn cơ, thượng, trung, hạ. Cao trội hơn luật, giáo, thiền tông, thật là lòng từ bi triệt để của chư Phật, chỉ bày thể tánh sẵn có của chúng sanh, dẫn tâm thừa ngộ tánh, đồng quy cõi tình, đưa thượng thánh hạ phàm cùng chứng chân thường. Cụ giới chúng sanh lìa pháp này thì trên chẳng thể viên thành Phật đạo. Mười phương chư Phật bỏ pháp môn này thì dưới chẳng thể lời khắp quần manh. Thế nên vạn thánh tiền hiền, tức thánh hiền đời trước, ai nấy đều hướng về. Ngàn kinh vạn luận đâu đâu cũng chỉ quy. Từ sau hội Hoa Nghiêm dẫn khởi quy hướng, các đại Bồ Tát tận khắp mười phương thế giới không vị nào chẳng cầu sanh tịnh độ. Kể từ khi diễn thuyết tại Kỳ Viên đến nay, cuối hết thảy các chức thuật của Tây Thiên, Đông Độ đều quy kết liên bang. Cổ nhân nói: thân người khó được, Trung Quốc khó sanh, Phật Pháp khó nghe, sanh tử khó xong. Chúng ta may mắn được thân người sanh ở Trung Quốc, được nghe Phật Pháp. Điều bất hạnh là tự thẹn, nghiệp chướng sâu nặng, không sức độn hoặc để mau thoát khỏi tam giới, liễu sanh thoát tử. Nhưng lại may mắn được nghe Đức Như Lai ta tẩm bi triệt để, nói ra pháp môn tịnh độ là pháp đại quyền xảo, phương tiện lạ lùng, khiến hàng phàm phu lè tè sắc đất được đới nghiệp vạn sanh, thật không còn gì may mắn hơn nữa. Nếu chẳng phải là từ vô lượng kiếp đến nay đã trồng thiện căn sâu dày, làm sao nghe được pháp chẳng thể nghĩ bằng này. Chẳng nên gấp sanh lòng tỉnh chân thành, phát nguyện cầu sánh ư? Nên biết rằng chúng ta từ vô thị đến nay đã tạo ác nghiệp vô lượng vô biên. Kinh Hoa Nghiêm dạy: giả sử ác nghiệp có thể tướng thì mười phương hư không chẳng thể chứa đựng nổi. Lẽ đâu tu trì lơ mơ hời hợt lại tiêu nổi được nghiệp ư? Bởi vậy Thích Ca, Di Đà, giáo chủ hai cõi đau đấu nghĩ đến chúng sanh không sức động hoặc, riêng mở ra một pháp môn nương vào từ lực của Phật để đới nghiệp vãng sanh. Lòng hoàng từ đại bi ấy, dù trời đất cha mẹ cũng chẳng thể bằng được một phần hằng hà xa. Chỉ nên phát lòng hổ thẹn, phát tâm sám hối mới tự có thể được Phật gia bị, nghiệp tiêu thân an thôi. Hòa thượng Thiện Đạo nói: nếu muốn học giải thì hết thảy các pháp từ địa vị phàm phu cho đến địa vị Phật không pháp nào chẳng nên học. Nếu muốn học vị hành nên chọn lấy một pháp khi lý, khi cơ, chuyên tinh, tận sức mới mau chứng được lợi ích chân thật. Nếu không thì từ kiếp này qua kiếp nọ vẫn khó xuất ly. Pháp khi lý khi cơ ngài nói đó không gì hơn là tín nguyện trì danh cầu sanh Tây Phương. Hết thảy chúng sanh vốn sẵn có trí huệ đức tướng Như Lai, chỉ do mê chân theo vọng, quay lưng với giác, xuôi theo trần lao, nên toàn thể chuyển thành phiền não ác nghiệp. Vì thế phải trải bao kiếp dài lâu luân hồi sanh tử. Như Lai thương xót dạng ra các pháp khiến họ bỏ vòng quy chân, ngoảnh mặt với trần lao, xuôi theo giác ngộ, khiến cho toàn thể phiền não ác nghiệp lại trở thành trí huệ đức tướng. Từ đây cho đến cùng tộc đời vị lai,
ăn trù trong cõi thường tịch quang. Khác nào nước đóng thành băng, băng lại tan thành nước. Thể vốn chẳng khác, nhưng công dụng thật khác nhau, một trời một vực. Những căn cơ chúng sanh có tiểu có đại, mê có cạn có sâu. Phật tùy thuận cơ nghi của mỗi người, khiến ai nấy đều được lợi ích. Pháp môn Ngài nói ra mênh mông như hằng xa, nhưng cầu lấy pháp chí viên, chí đốn, tối diệu, tối huyền, hạ thủ dễ, thành công cao, dùng sức ít được hiệu quả nhanh, độ khắp ba căn, thống nhiếp các pháp, thượng thánh hạ phàm cùng chung tu, đại cơ cùng tiểu căn cùng lãnh thọ được, thì không gì thù thắng siêu tuyệt bằng pháp môn Tịnh Độ. Vì sao nói thế? Hết thảy pháp môn tuy đúng tiệm khác nhau, quyền thật đều khác, nhưng đều phải dụng công tu tập sâu xa mới hồng đoạn hoặc chứng chân, xuất lý sanh tử, siêu phàm nhập thánh. Đấy gọi là kỳ vào tự lực, không nương dựa vào điều gì khác cả. Nếu như còn chút hoặc chưa tận, thì vẫn bị luân hồi như cũ. Đấy đều là các pháp phải thấu đạt lý rất sâu, chẳng dễ tu tập. Nếu chẳng phải hàng sẵn có linh căn từ trước, đời này thật khó lòng chứng nhập. Chỉ có mình pháp môn Tịnh Độ, chẳng luận là phú quý hay bần tiền, già trẻ, trai gái, trí ngu, tăng tục, sĩ nông công thương, hết thảy hàng người đều tu tập được, là do đại bi nguyện lực của Đức A Di Đà Phật nhiếp thụ chúng sanh khổ não cõi ta bà. Vì thế so với các pháp môn khác, tu Tịnh Độ đắc quả dễ dàng hơn. Phật pháp rộng sâu như biển cả, kẻ phàm phu sắc đất nào lại có thể một hơi hút sạch tận nguồn cạn đáy được. Tuy nhiên nếu có thể sanh tâm chánh tín, sẽ tự có thể tùy theo sức mình được hưởng lợi ích. Ví như tu la, hương tượng và các loài muỗi mòng uống nước biển cả, loài nào loài nấy uống no mới thôi. Đức Như Lai xuất thế tùy thuần chúng sanh thuyết pháp, khiến mỗi loài được lợi ích cũng giống như thế. Chúng sanh đời mạt nghiệp chướng sâu dày, thiện căn cạn mỏng, tâm trí hẹp kém, thọ mạng ngắn ngủi, đã thế tri thức ít ỏi, tà ma ngoại đạo tung hoành. Tu các pháp môn khác muốn ngay trong hiện đời đoạn hoặc chứng chân, liễu sanh thoát tử, thật là một việc hy hữu cực khó. Chỉ mỗi mình pháp Tịnh Độ chuyên kệ vào Phật lực, thế nên chẳng cần biết đến đoạn chứng chí trọng tín nguyện. Nếu có đủ tín nguyện, dẫu là hàng tội ác cực nặng, sắp đọa A Tỳ địa ngục, vẫn có thể đưa vào sức thập niệm, mau chóng được Phật từ tiếp dẫn vãng sanh. Ôi Như Lai đại từ phô độ, chẳng bỏ sót một ai. Chí mình pháp này thật là tóm thâu trọn khắp, trích dẫn Ấn Quang đại sư Giả Ngôn Lục. Kể từ khi đại giáo truyền sang Đông, ý nói Phật giáo truyền sang Trung Hoa, Lô Sơn hưng khởi liên xã, một sướng châm hòa, không đâu chẳng thuận theo. Nhưng những vị có đại công làm rạng rỡ Tịnh Tông, thì đời Bắc Ngụy có Ngài Đàm Loan. Ngài Đàm Loan là bậc chẳng thể suy lường nổi, do có việc Ngài phải xuống Nam gặp Lương Vũ Đế, sau trở về Bắc. Vũ Đế thường hướng về Bắc quý lạy, nói Loan Pháp Sư là bậc nhục thân Bồ Tát. Đời Trần Tùy có Ngài Chí Giả, đời Đường có Ngài Đạo Sức, nói theo giáo pháp của Ngài Đàm Loan chuyển tu tịnh nghiệp, cả đời giảng bả kinh Tịnh Độ hơn 200 lượt. Từ cửa Ngài Đạo Sức có Ngài Thiên Đạo, cho đến các vị Thừa Viện, Pháp Chiếu, Thiếu Khang, Đại Hành, Thì Liên Phong đã thổi khắp cả chúng ngoại, tức trong và ngoài Trung Hoa. Do vậy tri thức các tông không ai là chẳng dùng đạo này để mật tu hoặc hiện hóa tự lợi lời tha. Với nhà thiền, nếu chỉ đề cao hướng thượng thì một pháp chẳng lập, Phật còn chẳng thèm bừng tâm tới, huống là niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ. Đấy là chân đế, một pháp đã mất thì hết thảy đều mất. Nói thật tới lý địa, chẳng nhận một mấy trần là nói về tánh thể. Nếu luận đích xác về mặt tu trì thì lại chẳng bỏ một pháp nào, chẳng làm việc thì chẳng ăn, huống hồ niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ. Đấy là tục đế, một pháp đã lập
thì hết thảy đều lập. Nói trong cửa Phật sự chẳng bỏ một pháp là nói về tánh sẵn đủ vậy. Nếu toán bỏ tục đế để luận chân đế thì chẳng phải là chân đế. Khác nào bỏ tứ đại ngũ uẩn đi tìm tẩm tánh, thân đã chẳng còn, tâm gửi vào đâu? Nếu dùng tục đế để hiện chân đế thì đích thật là chân đế. Như ở nơi mắt thì bảo là thấy, ở tai gọi là nghe, tức là dùng tứ đại ngũ uẩn để hiện tâm tánh. Những điều vừa nói trên đây chính là ý chỉ lớn lao của việc chư tổ ngầm tu tịnh độ. Nhưng các ngài chẳng giảng rộng thuật rõ, nên nếu chẳng hiểu sâu xa ý tổ sẽ chẳng biết được. Cứ như quy chế kỳ đạo cho những vị tăng bất bình, và quy cách thiệu hóa tống tán những vị đạo mất do ngài Bách Trường xác lập, ta thấy điều quy về tịnh độ. Có vị nói tu hành dùng niệm Phật là ổn thỏa thích đáng. Ngài Chân Hiệt Liễu bảo pháp môn tịnh độ chính là để tiếp dẫn căn khí thường thường, chỉ kiêm tiếp dẫn căn khí trung hà. Ngài còn bảo trong cả tông tạo động hết thảy đều ngầm tu. Do vì tu tịnh độ thấy Phật giản dị hơn tông môn rất nhiều. Ngài cũng bảo dù Phật hay tổ, dù giáo hay thiền, đều tu tịnh độ đồng quy một nguồn. Những lời ấy đủ cho ta thấy được đại khái quan điểm của các thiền sư thời ấy. Kịp đến ngài Vĩnh Minh Đại Sư, bản thân là cổ Phật do nguyện xuất thế mới lưu lại ngôn giáo rõ ràng, soạn sách lưu truyền Hoằng Dương. Ngài lại sợ người học chẳng rõ đường nẻo, lẫn lộn lợi hại, nên cực lực xướng ra bài kệ tứ liệu giảng, có thể nói là cương tông của cả Đại Tạng. Ngài làm bậc hướng đạo nơi đường rẻ, khiến cho người học chỉ trong 80 chữ đốn ngộ yếu đạo, xuất sanh tử, chứng niết bàn. Tấm lòng đấu đấu cứu thế của ngài thật là thiên cổ chưa từng có. Sau đấy các tông sư đều lưu lại ngôn giáo rõ ràng, chuyên khen ngợi pháp này như các đại tổ sư Trường Lũ Trách, Thiên Y Hoài, Viên Chiếu Bổn, Đại Thông Bổn, Trung Phong Bổn, Thiên Như Tắc, Sở Thạch Kỳ, Không Cốc Long, vân vân. Tuy Hoằng Dương Thiền Tông nhưng chú trọng khen ngợi tịnh độ. Đến khi Liên Trì Đại Sư thăm học với Tiểu Nham Đại Ngộ xong, cân nhắc mọi bề đề xướng nếu tịnh nghiệp đã thành, Thiền Tông sẽ tự chứng. Giống như tắm nơi biển cả là đã dùng nước của cả trăm sông, thân đã đến điện Hàm Nguyên, cần gì hỏi Trường An đâu nữa. Sau đấy các đại tổ sư Ngẫu Ích, Triệt Lưu, Tịnh Am, Mộng Đông, vân vân, không vị nào chẳng xướng như vậy. Bởi lẽ lập cách hóa độ theo thời, pháp phải phù hợp căn cơ, nếu không như thế chúng sanh chẳng thể đắc độ. Từ đấy về sau Phật pháp suy dần, lại thêm quốc gia lắm biến cố, pháp luân cơ hồ ngừng chuyển. Dù có bậc tri thức ra sức chống chọi nhưng chẳng đủ sức, đến nỗi chẳng ai hỏi đến đạo này. Nếu có ai bàn đến pháp này, người nghe cứ như đang bị làm phiền. Mấy còn có một hai vị tăng tộc đại tâm in khắc lưu truyền, khiến cho những lời giáo huấn của chư tổ chẳng bị diệt, khiến cho người ta được tạm nghe đến, thì thật không còn gì may mắn hơn. Trích dẫn Ứng Quan Đại Sư Giả Ngôn Lục: con người có cùng một cái tâm này, tâm cùng một lý này, chúng sanh và Phật chẳng hay, phàm thánh như một. Do Phật rốt ráo ngộ được tâm này nên triệt chứng niết bàn. Chúng sanh do rốt ráo mê cái tâm này nên luân hồi sanh tử dài lâu. Nghĩ lại từ vô thủy đến nay, bọn chúng sanh ta và Đức Thích Ca Thế Tôn cùng là phàm phu, cùng chịu nỗi khổ sanh tử dữ dội. Đức Thế Tôn do tự phát khởi hùng tâm, tròn đủ sức đại hùng mạnh, tu rồng giới định huệ nên đoạn trọn vẹn tam hoặc, hai thứ tử biến dịch và phần đoạn vĩnh viễn mất, an trụ trong tam đức bí tàng, phổ độ quần manh thuộc chính giới. Luôn về thời kiếp, dù có dùng hết số vi trần trong một cõi nước cũng chẳng thể tính toán được. Luôn về pháp môn thì càng hết biển mực vẫn khó thể chép được. Trong thời kiếp ấy, ban sự pháp hóa này, bọn chúng sanh ta há chẳng nghe pháp tu hành, muốn chứng được tâm này ngay trong một đời hãy sao?
chỉ vì phiền hoặc sâu dày không sức nào đoạn trừ được, hễ thọ sanh lần nữa sẽ lại bị mê mất. Cũng như do chưa gặp được pháp cậy vào Phật tự lực để vãng sanh ngay trong đời này, hoặc do tu pháp này nhưng tự lực mỏng yếu không người giúp đỡ, hoặc tuy tự lực sung túc nhưng khi lâm chung bị quyến thuộc lắm cách phá hoại. Do đấy trải cả kiếp dài lâu luân hồi trong sanh tử, dẫu được Phật giáo hóa vẫn ý như cũ, uổng mang cái tâm chẳng khác gì tâm Phật, nhưng chẳng thể chứng được quả chân thường giống như Đức Phật. Trên đã có phụ sự giáo hóa của Phật, dưới phụ bạc tánh linh của chính mình. Mỗi phen nghĩ đến ngũ tạng như lửa đốt. Chú thích: ngũ tạng tức tim, gan, lá lách, phổi, thần. Nay may mắn được nghe Đức Như Lai vì thương xót chúng sanh thổ mạt kiếp không có sức đoạn hoặc, đặc biệt mở ra pháp môn tín nguyện niệm Phật cầu sanh tịnh độ, để hết thảy dù thánh hay phàm đều cùng trong đời này vãng sanh Tây Phương. Kẻ đã đoạn hoặc sẽ cáo đáng bộ xứ, kẻ vẫn còn đầy dẫy phiền não cũng dự vào dòng thánh. Thật là một pháp môn đặc biệt, trong suốt cả một đời giáo hóa của Đức Như Lai, thích hợp khắp ba căn, lợi căn, lẫn động căn đều thấu tóm. Trên là bậc đẳng giác Bồ Tát, còn chẳng thể vượt ra ngoài pháp môn này được. Dưới là phàm phu, ngũ nghịch, thập ác cũng có thể dự vào trong số ấy. Vì thế, pháp môn này được mười phương cùng khen ngợi, chính giới cùng tuân hành. Huống hồ bọn phàm phu chúng ta bỏ đi pháp này thì lấy đâu để nhờ cây? Trích dẫn Văn Sao Tục Biên, Quyến Hạ, lời tựa sách Sích Trung Tân Lương. Thánh giáo của Như Lai, pháp môn vô lượng, tùy ý nương theo một pháp nào đó, dùng tâm bồ đề tu trì cũng đều có thể liễu sanh thoát tử, thành Phật đạo. Nhưng khi đang tu còn chưa chứng, sẽ có sự khó dễ, nhanh chậm rất lớn. Cầu lấy pháp viên mãn nhất, nhanh chóng nhất, đơn giản nhất, dễ dàng nhất, vừa khế cơ lẫn khế lý, vừa là tánh vừa là tu, thích hợp khắp ba căn, thấu nhiếp hoàn toàn lời căn lẫn động căn, là chỗ quy túc của các tông luật giáo thiền mật, là con đường tắt để trời người phàm thánh chứng chân, thì không chỉ bằng một pháp tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Ấy là vì hết thảy pháp môn đều cậy vào tự lực, còn pháp môn niệm Phật cậy thêm Phật lực. Cậy tự lực thì nếu chưa đoạn sạch phiền hoặc sẽ chẳng thể vượt thoát tám giới, còn cậy vào Phật lực thì tín nguyện chân thành thiết tha sẽ có thể cạo đăng chính phẩm sen. Người trong thời hiện tại muốn giải quyết xong đại sự sinh tử ngay trong đời này mà bỏ pháp này sẽ chọn chẳng có hy vọng gì. Cần biết rằng pháp môn tịnh độ pháp nào cũng viên thông, như vầng trăng vầng vặt sáng ngời dưới trời, con sông nào cũng đều hiện bóng, thủy ngân rớt xuống đất viên nào cũng tròn xoe. Chẳng riêng gì kết vật chi chi cùng lý tận tánh, giác thế yên dân trị quốc giữ yên cõi đời đều có lợi ích lớn lao, mà ngay cả sĩ nông công thương muốn phát triển sự nghiệp, già trẻ trai gái muốn tiêu diệt bệnh tật khổ sở, không gì chẳng tùy theo lòng cảm mà ứng, thỏa lòng mãn nguyện. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên: duyên khởi trùng tu niệm Phật đường và mở liên xã chùa Tư Phước Phụ Dương. Trân trọng cung kính pháp bảo, hết tập 2